chương 601, khí khóc chí thánh. Kết thúc cùng lạc vũ câu thông, liễu tâm liên cái kia nở rộ rùng mình đôi mắt sáng, khôi phục một tia thần thái. Tâm liên tiên tử, lạc vũ tình huống bên kia thế nào? Chẳng lẽ là đã hóa thành chí hàng chân khí một phần? Các lộ tiên vương nhao nhao tò mò tiến lên hỏi thăm. Liễu tâm liên lắc đầu, xương cốt của hắn vẫn rất cứng rắn, không đến nổi ngay cả một giờ đều không chống được. Tiếp qua một giờ, ta đi xem một lần nữa. Thánh xương hồ lô tiêu hóa cực đông vệ hàng kén dùng một đêm nhưng nó là siêu ảnh nhị giai, lại không chịu quần tinh chi lực bày ra đẳng cấp hạng mức cao nhất hạn chế. Hơn nữa nhân loại liền thể chất phương diện, khẳng định muốn so nó suy nhược rất nhiều. Nhiều loại nhân tố gia trì, Lạc Vũ có thể chống nổi một giờ, liền đã xem như thiết huyết ngạnh hán. Liễu Tâm Liên thậm chí có chút bận tâm, hắn chết ở giờ thứ hai. Không vì cái gì khác, Lạc Vũ bồi dưỡng thông linh thú thủ pháp, thật sự vô cùng kỳ diệu. Không thể vì nàng sử dụng quả thực có chút đáng tiếc. Cái này Lạc Vũ lại lấy nhân loại thân thế chống đỡ lâu như vậy, có chút ý tứ. Giờ thứ hai, hắn chắc chắn phải chết. Ngoại giới. Rất nhiều treo một hơi lam tin người xem, biết được Lạc Vũ còn sống, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà không có hoàn toàn tỉnh lại. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Vũ không thể trốn đi ra chắc chắn phải chết. Lam độ sáng tinh thể lấy cho Lạc Vũ nhặt xác A. Mị ma nữ vương nhìn về phía các hội trưởng, trong mắt nở rộ vô hạn hàng ý. Nàng còn tại đối với Lạc Vũ thủ hạ tiên nữ long, bắt cóc nàng nam thần một chuyện canh cánh trong lòng. Các hội trưởng thần sắc nhìn như đạm nhiên, kỳ thực hoảng đến nhã du côn. Tin tưởng lạc vũ. Thánh sương trong hồ lô. Thỏ con chíp chích không có gì bất ngờ xảy ra, lại bắt đầu hấp thu chí hàng chân khí. Lạc vũ ăn uống no đủ, một mặt thảnh thơi địa đẳng lấy nàng. Đồng thời mở ra số liệu mặt ngoài, xem xét thỏ con chíp chích năng lực biến hóa. Mặc dù băng chi bản nguyên không có trực tiếp thăng cấp, nhưng mà thăng cấp tiến độ cũng là có chút đề thăng. Hơn nữa bản nguyên bổ sung thêm mát cấp lục tinh kỹ, băng phong vạn dặm, trực tiếp tấn thăng làm lục đạo kỹ. Cực độ tàn lụi LV-1 Trong chốc lát, lệnh phạm vi lớn mục tiêu chịu đến kết xù đóng băng tổn thương, nhanh chóng tước đoạt sinh mệnh lực. Lần này không phải đóng băng, trực tiếp chết cống. Không chỉ có như thế, theo thỏ con chip chip tiếp tục hấp thu chí hàng chân khí, cực độ tàn lụi luyện độ cũng tại đề thăng. Đây là đáng sợ nhất. Thỏ con chip chip bây giờ ngay cả bán thần đều không phải là, nhưng lại tăng lên thứ thần mới có thể nắm giữ lục đạo kỹ nếu như có thể đem nơi này chí hàng chân khí đều hấp thu, ít nhất có thể đột phá tiểu thành. May mắn, thậm chí có thể xung kích tinh thông cấp. Cho dù là thứ thần, đều có thật nhiều còn cần lấy nhập môn luyện độ lục đạo kỹ. Thỏ con chíp chíp ngược lại tốt, trực tiếp đường rẽ vượt qua. Từ trong cũng có thể nhìn ra, nơi này chí hàng chân khí lai lịch bất phàm. Khó trách thánh sương hồ lô hiệu quả hiệu quả nhanh chóng như thế. Lạc Vũ bóc lấy bày tỏ, cảm giác sắp đến liễu tâm liên tới kiểm tra thời gian. Lập tức nhắc nhở thỏ con chip chip, lão tỷ, trước tiên ngừng một chút, nữ nhân kia lại muốn đến đây, cũng không thể bị nàng phát hiện, chúng ta đang len lén làm loại chuyện này. Thỏ con chip chip lập tức ngầm hiểu, minh bạch. Tiếp lấy, nàng chấm dứt hấp thu chân khí, bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc, vô lực tê liệt ngã xuống tại đất tuyết. Lạc Vũ lại là giả trang ra một bộ nửa chết nửa sống, tại trong tuyết trắng bên mang nằm ngửa. Điều hưu hàng phong lại lần nữa hội tụ, tạo thành liễu tâm liên hình chiếu. Nàng nhìn về phía Lạc Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, chết chưa? Lạc Vũ giữ im lặng, phản phất dùng hết chút sức lực cuối cùng, trừng nàng một mắt. Liễu Tâm Liên ánh mắt để lộ ra một tia thưởng thức, có thế tại Thánh Sương trong hồ lô chống đỡ 2 giờ, thân thể ngươi còn rất không tệ. Đề nghị của ta, ngươi suy tính được thế nào? Ăn đến đau khổ sau hẳn là minh bạch, đi nương nhờ tỷ tỷ ta, mới là ngươi duy nhất đường sống. Hơn nữa còn có thể để ngươi sống được thật dễ chịu. Liền xem như đồ đần đều biết, làm như thế nào lựa chọn A. Phải biết, nàng thế nhưng là tương lai chí thánh A nếu như lạc vũ đầu phục chính mình, tất nhiên sẽ được coi trọng, trở thành được quan tâm nhất thần bột. Còn không phải tiền đồ vô lượng. Có thể làm thần tay sai, lạc vũ cái này còn chưa đủ. Lạc vũ chỉ là dùng hết khí lực, nói khẽ, mơ tưởng. Liễu tâm liên sững sờ, không nghĩ tới lại đợi một giờ, lại là kết quả như vậy. Thật không rõ, có thể làm nàng cái này thần tiên tỷ tỷ tay sai, tiểu gia hỏa này còn có cái gì bất mãn. Không nên một mặt thụ sủng nhược kinh mà dập đầu tạ ơn sao. Hắn ngược lại tốt, còn nắm lên ta như vậy có thành ý, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ còn muốn để bản thánh cầu ngươi phải không? Liễu tâm liên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt âm trầm, trong không khí hàng ý lại lạnh lẽo thêm vài phần. Nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất đối với mị lực của mình sinh ra hoài nghi. Tại thần châu cửu vực, vô lượng nam nữ tu sĩ đều ở đây cổ trời sinh mị lực ảnh hưởng dưới, đối với nàng có thiên nhiên hảo cảm. Bởi vậy, nàng đi tới chỗ nào đều có thể cảm thấy ấm áp như xuân. Mọi người vì lấy lòng nàng, thậm chí lại bởi vì nàng tùy tiện một câu nói, không tiếc mất đi tính mạng. tại bên này lạc vũ nàng xem như đụng vách, lạc vũ cũng là bó tay rồi. để người khác làm nô lệ, còn cảm thấy là ban thưởng. không đồng ý liền nhăn mặt, thiếu ngươi. chờ lão tỷ hút sạch nơi này chỉ hàng chân khí, nhìn như thế nào thu thập ngươi. không biết điều, ngươi cùng ngươi con thỏ liền cho bản thánh chết ở chỗ này a. À? liễu tâm liên triệt để hết hy vọng, vung lên ống tay áo, tuyết ảnh tán đi. cuối cùng đã đi, tỷ, ngươi tiếp lấy hút lạc vũ nhẹ nhàng thở ra thỏ con chip chip nhảy đến trước ngực hắn ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng thành thật khai báo người mới vừa rồi là không phải động tâm lạc vũ thần mẹ nó động tâm đuổi tới đi làm nhân gia nô lệ đúng không lạc vũ cũng là bị nàng lời nói này không biết làm gì chính mình hình tượng cao lớn tại lão tỷ trong lòng liền cái này cảm thấy lạc vũ tình chân ý thiết trong lời nói không có trộn lẫn một tia hư giả thỏ con chip chip nheo lại nhãn điểm đầu là bởi vì duyên cớ của ta sao dù sao một bột không thể hầu hai chủ lạc vũ sạm mặt lại thiếu tự luyến hơn nữa giữa chúng ta tự hồ ta mới là cái kia chủ a nâng lên cái này lạc vũ liền đau lòng không thôi nhà mình lão tỷ chính là con mèo nhỏ sống sờ sờ đem chủ nhân cho dạy trở thành chăn nuôi viên toàn diện vì nàng phục vụ quay đầu để cho lị lị an thật tốt dạy một chút nàng làm như thế nào tôn trọng chủ nhân thỏ con chip chip xem thường chúng ta quan hệ này phân như thế rõ ràng làm gì lại nói ta liền là cho ngươi làm tiểu nữ bột ngươi cam lòng sai sử tỷ tỷ ta sao? Lạc Vũ nhỏ giọng tức tức, còn không phải không dám. Dù sao để cho Kaguya tỷ tỷ làm nữ bột, suy nghĩ một chút vẫn là đâm thẳng kích thích. Tốt, ngươi hại tiểu ni tử kia thương tâm như vậy, nàng thời gian ngắn sẽ không qua tới. Cuối cùng có thể an tâm hấp thu. Thỏ con chíp chíp hội tâm nở nụ cười, chỗ mi tâm riêng gen hiện ra, sinh ra một cổ mãnh liệt hấp lực. Bắt đầu hấp thu quanh thân chí hàng chân khí. Một bên khác. Liễu Tâm Liên từ Thánh Sương Hồ Lô điều ra tâm thần, một mặt không khoái. Tiên tử đây là thế nào? Tiên Vương nhóm thấy lập tức lòng sinh triều mến. Ta hảo tâm cho Lạc Vũ cơ hội, để hắn làm ta tay sai, hắn lại còn không vui. Liễu Tâm Liên ngữ khí băng lãnh, khóe mắt hình như có ống ánh lệ quang. Thấy đám người đau lòng không thôi. Chương 602, cái này cũng có thể ăn a. À. Đông đảo tu chân giả nghe xong, nhao nhao thay Liễu Tâm Liên kêu bất bình. Quá mức. Cái này Lạc Vũ có thể hay không tính sổ sách? bệnh thiếu máu a tiên tử không khóc hắn không coi ta nhóm có thể làm dựa theo liễu tâm liên sắp trở thành chí thánh thuyết pháp bọn hắn thật đúng là muốn chia phúc thay thế lạc vũ có một vị thần cấp đại lão làm chỗ dựa còn có so đây càng tốt chuyện hơn nữa tâm liên chí thánh thiện lương đơn thuần tất nhiên sẽ không thật sự đối với thủ hạ quá mức đãi ngộ tốt như vậy trên trời rơi xuống mang đến thần cấp đùi lạc vũ vậy mà không đồng ý bọn hắn hận không thể cầu đi làm tốt a Lạc Vũ là bồi dưỡng sủng thú thiên phú vô cùng tốt, ta mới cho hắn cơ hội này. Các ngươi coi như xong đi. Liễu Tâm Liên lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, đám người một hồi cảm giác bất lực trải rộng toàn thân. Làm nô lệ yêu cầu đều cao như vậy, cái này Tâm Liên tiên tử cũng quá khó khăn đuổi. Tất nhiên Lạc Vũ không phục, tiên tử sẽ như thế nào xử trí hắn? Có tu chân giả hiếu kỳ hỏi. Liễu Tâm Liên lạnh trên một tiếng, dưa hái xanh không ngọt, tất nhiên hắn không muốn đi theo ta. Cái kia liền đem hắn đóng lại một đêm, đem hắn triệt để luyện hóa. Cái gì tuần thú thiên tư, ta thế nhưng là tương lai chí thánh, không còn lạc vũ, ta cũng như thế thu phục tiên thú. Cực đông vệ hàng kén đều chịu không được tại thánh sương hồ lô nghỉ ngơi một đêm, lại càng không cần phải nói nhân loại thân thế. Trên kháng đài, trời giá rét tiên vương nghe được quyết định liễu tâm liên, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc phải hạ quyết tâm, đem lạc vũ giải quyết. Hắn thật đúng là lo lắng, lạc vũ lưu lại liễu tâm liên bên người, ảnh hưởng hắn cùng tâm liên quan hệ trong đó luôn luôn đoan trang cửu thiên huyền nữ, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nha đầu này cũng quá hung ác. Mọi người giàu gì cũng là nhân tộc, hà tất thống hạ sát thủ. Nàng ở trong lòng âm thầm thở dài, vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào cùng Hamura tiên quân nói xin lỗi đi. Lam tin đông đảo người xem, bây giờ tim đập nhanh hơn. Lạc thần đổ, nức nở. Ta không tin. Nhìn xem, lạc thần ngày mai nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy ra. Lần này thật sự khổ sở một đạo khảm này. Trước màn hình, rất nhiều tiểu mê mùi khóc ngất tại chỗ. Nữ sinh này lòng độc ác. Lạc bảo rất đáng yêu thích, lưu lại làm tiểu sủng vật không thơm sao. Nữ nhân xấu. Tối hôm đó, rất nhiều người lang tinh ý khó bình, nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Ngày kế tiếp. Thánh sương trong hồ lô một mắt nhìn không thấy bờ tuyết trắng, đã không thấy. Bốn phía đen kịt một màu, tuyệt không lạnh. Chí hàng chân khí đều bị thỏ con chích chích hấp thu đồng thời luyện hóa. Lạc vũ vừa lòng thỏa ý lột lấy thỏ đầu, lão tỷ khổ cực, muốn khen thưởng cái gì ngươi nói. Đi qua thỏ con chích chích cố gắng, không độ tàn lụi luyện độ tiến giai đến tiểu thành. Hơn nữa khoảng cách tinh thông chỉ kém cách xa một bước. Cùng là tiểu thành lục đạo kỹ đụng nhau tình huống phía dưới, thỏ con chích chích nửa bước tinh thông cấp rõ ràng càng mạnh hơn. Dưới tình huống bình thường, kỹ năng luyện độ nhiều nhất lục cấp. Nắm giữ tam cấp lục đạo kỹ, đoán chừng tại trong thần minh đã coi như là trung kiên phương diện. Dứt bỏ nhân vật đẳng cấp không nói, chỉ nhìn kỹ năng đẳng cấp có thể nghiền ép một mảng lớn thần minh. Thỏ con chíp chíp ngạo nghễ ngẩng đầu, ngươi không phải đánh bài, thiếu lị lị an rất nhiều hẹn hò đi. Về sau cùng với nàng hẹn hò, nhất thiết phải mang theo ta. Nghe vậy, Lạc Vũ khẽ nhíu mày, chúng ta nhiều lắm là đi xem phim, đi dạo nhạc viên, rất nhàm chán. Ngài không cần thiết đi theo a. Thỏ con chíp chíp kiều hừ một tiếng, như thế nào không cần thiết? Ta sợ tiểu cô nương người ta quá đơn thuần, trúng kế ngươi. Cho nên dám thị ngươi một chút, cái này rất hợp lý a. Lạc Vũ một mặt gượng cười, chủ yếu ta là sợ người ta lị lị an không đồng ý. Thỏ con chích chích mạng bất kinh tâm nói, không có việc gì, đến lúc đó ta đi cùng nàng đàm luận. Nàng không đồng ý. Rõ ràng không rõ ràng ai mới là cái nhà này nữ chủ nhân. Lạc Vũ nhún vai nói, ta không có vấn đề, một con dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là phóng. Ngay tại Lạc Vũ cùng thỏ con chích chích đấu võ một lúc, liễu tâm liên vận chuyển thần thông, thấy rõ trong hồ lô tình huống. Cái kia tên đáng ghét, cũng đã biến thành chí hàng chân khí A không biết trước khi chết, có hay không hối hận khuất phục tại ta đây. Liễu tâm liên tuyết ảnh lại lần nữa xuất hiện tại không gian bên trong. Khi nàng nhìn thấy chung quanh rỗng tuyết, tàn phá bừa bãi không gian hàng ý tiêu thất, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì hình ảnh quá mức có lực trùng kích, liễu tâm liên bỗng cảm giác nội tâm một hồi lộn xộn. Cảm tạ liễu tỷ chiêu đãi, nhà ta thỏ thỏ ăn đến rất no. Lạc vũ ôm lấy thỏ con chích chích, trong lời nói hiển thị rõ trào phúng. Lạc vũ, ngươi lại còn sống sót. Liễu Tâm Liên đầu tiên là khiếp sợ không thôi, lập tức ngưng thanh chất vấn, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có gì, chính là ta thỏ nhà thỏ cùng chí hàng chân khí tương đối phù hợp. Đem nơi này chí hàng chân khí đều hấp thu. Thu được một điểm nhỏ đề thăng. Cái này đều phải đa tạ Liễu tỷ. Hỗ trợ đúc ta nhà khẩu vị cực lớn con thỏ. Thỏ con chíp chíp, ai khẩu vị lớn. Nơi này chí hàng chân khí đều bị cái này đồ chơi nhỏ hấp thu. Liễu Tâm Liên trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin. Chí hàng chân khí tinh túy, thế nhưng là một vị băng tu tiên tôn tàn hồn luyện hóa. Mà sau khi được qua rất nhiều chất dinh dưỡng tăng phúc, trong đó không thiếu rất cường đại bán thần. Như thế hùng hậu hàng khí, vậy mà lại bị hấp thu, đề thăng bản thân. Cái này con thỏ cũng là thật không kén ăn. Quá tham ăn. Thỏ con chích chích không vui nói, ai nhỏ. Tỷ tỷ ta không nhỏ. Liễu tâm liên không để ý đến chú ý điểm thanh kỳ thỏ con chích chích. Thời khắc này nội tâm của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, tức giận đến gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có huyết sắc. Thánh Sương Hồ Lô thế nhưng là thiên hàng tông trấn phái chí bảo. Ẩn chứa trong đó chí hàng chân khí, càng là chỗ cốt lõi. Bây giờ cứ như vậy bị hủy ở trong tay nàng, để cho nàng như thế nào cùng thiên hàng tông cao tầng giao phó. Trời giá rét tiên vương vẫn còn hảo, nhất định sẽ đứng tại bên người nàng cố hết sức giữ gìn. Nhưng mà khác cao tầng bên kia, nhưng là không tiện bàn giao. Càng chết là, Thánh Sương Hồ Lô đã mất đi chí hàng chân khí, để cho nàng như thế nào trở thành cái này tiểu thế giới đế vương để cho nàng như thế nào phi tốc bước vào chí thánh chi cảnh nghĩ tới đây liễu tâm liên đầu ván mắt hoa gần như hôn mê còn tốt hồ lô này sát ngoài cũng là tiên tôn chi vật luyện trong đó phong tỏa không gian phát tắc thần thông đủ để khiến lạc vũ vây chết ở chỗ này vậy ngươi liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này a à? có ngươi cầu ta một ngày kia liễu tâm liên cắn chặt răng ngà tâm thần quay về bản tôn phát giác sắc mặt nàng không đúng tu chân giả nhau nhau hiếu kỳ tâm liên tiên tử, có cái gì tình huống sao? Lạc Vũ sẽ không còn tại gượng chống A. Hắn cũng không thể so cực đông vệ lạnh kén còn có thể kháng A. Không có khả năng, nhưng gia đại băng trùng băng kháng cơ hồ điểm đầy, đủ chịu không được một buổi tối. Liễu tâm liên ngắm nhìn bốn phía, sầm mặt lại, trong hồ lô chí hàng chân khí, đều bị Lạc Vũ nuôi con thỏ hấp thu. Bây giờ muốn trong thời gian ngắn, giải quyết Lạc Vũ đã không thể nào. Lời này vừa nói ra, đông đảo tu chân giả lập tức trợn mắt hốc mồm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thánh Sương Hồ Lô xem như Thiên Hàng Tông trấn phái chí bảo, bọn hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Chí hàng chân khí kinh khủng, cũng đều biết rất kỹ càng. Đồ chơi kia cũng có thể bị hấp thu. Chương 603, Băng Thanh Ngọc Khiết Liễu Tâm Liên. Sớm canh giữ ở trước TV, chuẩn bị tiễn đưa Lạc Vũ đoạn đường Lam Tinh người xem, nghe được tình hình như thế, lập tức nhảy cẩn hoang hô. Trở về, thái quá lạc thần trở về. Dạng này có thể phản sát a. À. Lam Tinh sống lại. Nhanh, ngay lập tức đem tin tức này phát đến cột ba, phát sớm một chút còn có thể nhiều thủy điểm kinh nghiệm. Tin tức một khi thả ra, lập tức truyền khắp toàn cầu. Leo lên các trang web lớn học sớt. Phía trước lo lắng đề phòng mọi người, lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra Lạc Vũ vẫn là trước đây Lạc Vũ, trở về 10 phần ổn định. Nguyệt Chi Sơn vận động. Vì chứng kiến Lạc Vũ tử vong, sớm chạy tới vị diện khác người xem, nhưng là nhau nhau đeo lên đau đớn mặt nạ. Bọn hắn sáng sớm liền đứng lên xem kịch vui, liền chờ tới cái này. RNM, trả lại tiền. Lạc Vũ làm sao còn không chết a? À? Hỏng, sâm ban mở sớm. Chủng loại gì con thỏ, có thể đem luyện hóa bán thần chí hàng chân khí cho hút. Tuyết kiếm tiên sẽ không bị phản sát a. À? Bằng không nói thế nào nhân gia Lạc Vũ là thiên tài chăn nuôi viên đâu. Cái này đều nuôi cái gì cắn nuốt thiên địa thỏ. Hôm qua vì sớm chúc mừng Lucifer trở về, Lạc Vũ tử vong, mị ma nữ vương cử hành thịnh đại party. Rất nhiều ác ma người xem, bây giờ còn là một bộ thân thể bộ dáng yếu ớt kết quả hôm nay liền cho nàng nhìn cái này quá làm cho người ta thất vọng thiên hàng tông trấn phái chí bảo đơn giản cùng giống như đồ chơi mị ma nữ vương bày mặt thối hướng trời giá rét tiên vương liếc qua trời giá rét tiên vương một mặt mộng bức trấn phái chí bảo bị lạc vũ chơi phế đi cái này hợp lý sao lạc vũ đến cùng nuôi cái gì con thỏ cửu thiên huyền nữ tú kiểm bên trên tràng đầy yên tâm thời khắc mấu chốt còn phải nhìn nguyệt thần một bên khác liễu tâm liên bên người tu chân giả đồng dạng đầu óc choáng váng thánh sương hồ lô chẳng phải là phế đi tâm liên tiên tử ta nghe nói lam tin niên gia tinh thông huyễn thuật ngươi không phải là đã trúng lạc vũ huyễn thuật a chính là việc này như thế nào nghe như thế nào thái quá lam tin người xem thái quá là được rồi lạc vũ liền phải thái quá mới có cái kia mùi vị liễu tâm liên tức giận đến đứng không vững nhưng vẫn là ra vẻ đạm nhiên không có việc gì lạc vũ vẫn là không thể thoát ly hồ lô chớ nhìn hắn mạnh như vậy thực lực chỉ có kết đỉnh phong bỏ đói mấy tháng liền có khả năng chết đói. Hiệu quả là một dạng. Chính là trong khoảng thời gian này, không thể mở ra miệng hồ lô, hấp thu những địch nhân khác tiến vào. Nếu như mở ra miệng hồ lô, Lạc Vũ chắc chắn liền sẽ chạy đến. Vậy chúng ta chẳng phải là không cách nào tranh bá bị tái bí cảnh. Tâm liên tiên tử cũng sẽ không thể mượn nhờ tranh tài quần tinh chi lực, trực tiếp phi thăng thành thánh. Bệnh thiếu máu A, cũng là Lạc Vũ hủy tâm liên tiên tử một đời. Vốn là có thế đánh giết còn lại toàn bộ bốt đâu, bây giờ là không thể nào biết được tình cảnh trước mắt, mọi người nhất thời ủ rũ, thần sắc quể oải. Vốn là đi theo tâm liên tiên tử bên cạnh cọ thế cục, bọn hắn cũng là có thế kiếm một chén canh. Bây giờ lại muốn chính mình đổ máu. Vẫn là đừng nghĩ những cái kia có không có, trước tiên cam đoan bản thân có thể sống đến tranh tài kết thúc A. Liễu tâm liên mạch suy nghĩ rõ ràng. Bất quá, nàng không biết ma uyên cùng long giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần châu cửu vực tình thế, trước mắt vẫn là rất lạc quan. Chỉ là từ phong thánh đến tự vệ, tương phản mãnh liệt mọi người ở đây thất lạc lúc trống rỗng xuất hiện một đạo đen như mực khe hở lạc vũ ông thỏ con chip chip từ trong bay ra sắc mặt đạm nhiên liễu tỷ chúng ta mà tính một chút tổng nợ a à. liễu tâm liên cực kỳ hoảng sợ lạc vũ ngươi vậy mà có thể chạy ra thánh sương hồ lô không gian phong tỏa vì cái gì các tu chân giả cũng là bị dọa đến vô ý thức lui lại liên tục trong đó không thiếu một chút tiên vương cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn về phía lạc vũ thỏ con chích chích giống người tựa như móng sau đứng thẳng móng trước chống nạnh ngạo nghễ nói ngươi thỏ tỷ không gian kỹ thế nhưng là thần kỹ cấp bậc chỉ bằng hồ lô kia cũng nghĩ vây khốn ta nhóm tỷ đệ nàng nhất thiết phải nhanh lên đi ra nhận lãnh bằng không lạc vũ thì sẽ cùng nàng cướp trang bức cái này con thỏ sẽ không gian hệ thần kỹ ngươi lừa gạt ai đây liễu tâm liên tuyệt không tin tưởng căn cứ vào trước đây thôi diễn cái này con thỏ ngay cả bán thần chi cảnh cũng không có cho ăn bể bụng cũng liền vừa tới tiên vương cấp làm sao có thể nắm giữ thần kỹ? Nhưng mà thực tế đặt tại trước mặt. Thánh Sương Hồ Lô không gian phong tỏa, chính xác đối với Lạc Vũ vô hiệu. Nàng do dự đạo, cái này con thỏ nhỏ không có nói ngoa. Lạc Vũ nhàn nhạt mở miệng, các ngươi không phải thôi diễn qua sao? Còn không rõ ràng lắm ta dưỡng thỏ kỹ thuật. Ngoại giới người xem tê. Lại là thần kỹ. Cái này con thỏ đều hai cái thần kỹ. Chân chính thần cấp cũng liền như vậy a. À. Diệu a, à, thần cấp dưỡng thỏ người nắm giữ hai cái thần kỹ, dù là không có đẳng cấp hạng mức cao nhất hạn chế, cái này thỏ con chích chích cũng có thể vượt cấp treo lên đánh bán thần. Thậm chí có một chút người xem, nhìn qua Lạc Vũ chảy nước miếng. Không biết Lạc Vũ còn thiếu sủng thú sao? Nếu có thể nhận Lạc Vũ làm chủ, tương lai tìm lực khởi bộ thần cấp. Ta xem Lạc Vũ đoàn đội, chỉ thiếu ta loại này thanh thuần mỹ ma, ta cũng muốn lĩnh ngộ thần kỹ. Rất nhiều vị diện khác người xem tới tấp phản bội, nhiều hướng Lạc Vũ quy hàng chi thế mị ma nữ vương giận dữ mắng mỏ có lòng phản loạn đồng tộc, im ngay. Hèn mọn nhân loại chẳng qua là lương thực của chúng ta. Cao ngạo mị ma nhất tộc há có thể nhận thức loại làm chủ. Nói tới nói lui, nàng cũng phát giác chính mình nhìn về phía Lạc Vũ ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Nội tâm một hồi ngứa. Huấn luyện viên, nàng cũng nghĩ học thần kỹ. Không được, không thể phản bội Lucifer đại nhân. Suy nghĩ, mị ma nữ vương thân thể mềm mại rung động không ngừng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được để cho thông thường nguyệt thú lĩnh ngộ thần kỹ. Liễu tâm liên miếng môi đạo. Thỏ con chíp chíp Chính mình nơi nào bình thường. Lạc vũ, chúng ta không oán không cừu, lại cùng là nhân tộc, cũng không cần chém giết lẫn nhau. Không bằng cùng một chỗ kết bạn mà đi. Liễu tâm liên thanh nhã trên mặt, thanh lãnh chi sắc trong nháy mắt tan rã, hiện ra một tia mềm mại. Chung quanh tu chân giả hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao lãnh tâm liên tiên tử, lộ ra loại này vũ mị biểu lộ. Đây vẫn là trong lòng bọn họ băng thanh ngọc khiết tuyết kiếm tiên. Bây giờ, liễu tâm liên nội tâm cảm thấy tự hào. Đến nay, còn không có nam nhân có thể đính trụ nàng ôn nhu thế công. Ngươi vừa rồi cái gì sắc mặt, trong lòng không có đếm sao. Bây giờ giả vờ vô sự phát sinh. Lạc vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhưng là thù rất dai. Vậy ngươi muốn ta như thế nào đền bù? Liễu tâm liên điềm đạm đáng yêu, tựa như một cái tiểu nữ sinh. Ngày xưa vẻ ngạo mạn không còn tồn tại đông đảo tu chân giả thấy được nàng mị thái như thế, lập tức tựa như bị BUFF, trở nên nhiệt huyết. Bảo hộ thần châu tiên tử, chúng ta không thể chối từ. Nói tới nói lui, nhưng mà thỏ con chích chích trừng bọn hắn một mắt. Tựa như tỉnh mịch uy áp đập vào mặt. Các tu chân giả nội tâm nhiệt huyết lúc này để nguội. Ta cũng không làm khó các ngươi. Lạc vũ lạnh nhạt nói, trong tay áo tiểu bạch xà thò đầu ra. Ta gần đây đề luyện ra một loại độc trắng, có thể giao phó người khác lực lượng cường đại nhưng mà khổ vì không có thí nghiệm hàng mẫu. Các ngươi phối hợp ta tiến hành thí nghiệm, còn có thể thu được phần lực lượng này. Bằng không, ta đem các ngươi toàn bộ giết hết, tiếp đó cướp đoạt tài nguyên cùng tích phân. Suy tính một chút. Chương 604, Băng Quang Rinh Giang Tiểu Bạch xà thò đầu ra, phun lưỡi rắn, hình tượng đáng sợ đến cực điểm. Liễu Tâm Liên sau khi thấy, trong lòng dâng lên một cổ ác hàng. Lạc Vũ, ngươi đừng kinh người quá đáng. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng là thần châu cửu vực đỉnh tim cao thủ, một khi đánh nhau, ngươi chưa hẳn có thế chiếm được tiện nghi. Lạc Vũ nói độc rắn, nhất định phi thường nguy hiểm. Cho nên Liễu Tâm Liên quyết định cùng hắn quyết nhất tự chiến. Các cửu vực tuyển thủ nhau nhau hưởng ứng. Nói không sai, Lạc Vũ chớ có lớn ta thần châu cửu vực không người. Chúng ta sẽ không để cho ngươi tùy ý bài bố. Chúng ta hạ tích một trận chiến. Trong lúc nhất thời, trên không vô số tiên thuật xen lẫn đứng lên. Phong vân biến ảo, quỷ thần khó lường. Trong đó bi hiếp bờ lớn nhất, chính là một chút lục tinh thần thông. Đương nhiên, luyện độ từ nhập môn đến tinh thông đều có. Đại thành trở lên luyện độ, nhưng là một cái không có. Vô cùng phù hợp phổ thông siêu ảnh tiêu chuẩn. Này mới đúng mà. Những cái kia có đầy luyện độ lục tinh kỹ siêu ảnh tuyển thủ, nghiêm trọng siêu mẫu. Tầm thường bán thần đều không thái quá như vậy. Nếu không phải là Lạc Vũ cao hơn một bậc, tranh tài tình thế thật đúng là khó mà nói. Khắc kết tuyển thủ, phần lớn là Thiên Hàng tông hạch tâm đệ tử bọn hắn nhao nhao vận chuyển tông môn huyền công hội tụ thể nội hàng băng linh khí ngưng luyện thành thiên vạn băng lãnh kiếm khí trên không trung tựa như thủy triều giống như mãnh liệt chập trùng hội tụ vào một chỗ vạn kiếm quy tông lạc vũ khóe môi hơi vĩnh xem ra cũng chỉ có đánh phục các ngươi phiền phức khoán kết một câu lạc vũ trong nháy mắt mở ra hư hóa mô thức mấy vạn hàng băng kiếm khí chỉ phía xa lạc vũ lấy thế khí thôn sơn hà cuốn tới trong khoảnh khắc liền che mất lạc vũ thân ảnh nhìn thấy lạc vũ không tránh không né như vào chỗ không người, tự tin nở nụ cười, nên đón vạn kiếm quy tông thế công. Mọi người nhất thời bị hắn cho thấy tự tin hù đến. Cho là lạc vũ là có lưu cái gì phản chế hậu chiêu, từng cái cảnh giác không thôi. Hẳn đến thân ảnh bị che kín, bọn hắn lúc này mới yên tâm. Ổn, nhiều ngày như vậy lạnh nồng cốt hợp lực nhất kích, tăng thêm bí cảnh hạng mức cao nhất chỉ có kết đỉnh phong. Lạc vũ ăn như thế tấn mảnh thế công, chắc chắn phải chết. Có thể hay không quá thuận lợi. Liền rất nhiều ngóng trong lạc vũ chết vị diện khác người xem, đều có chút không dám tin tưởng. Này liền không còn. Không thể nào. Bị nhiều như vậy đạo kiếm khí thôn vệ, cho dù là siêu ảnh cũng chưa chắc chống cự. Lạc vũ thân là chăn nuôi viên, dựa vào thông linh thú chiến đấu, thể chất chắc chắn phá lệ suy nhược, thắng chắc. Đều bị hắn chỉnh ra bóng mờ, bạn nhất đợi chút nữa hắn lại không chết, vậy coi như dọa người. Mị ma nữ vương trầm mặt không nói, nhìn chầm chầm chủ màn sáng, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Nàng cũng không dám nhắc lại phía trước khui rượu chát phía trước thánh sương hồ lô đều không chơi chết lạc vũ bây giờ lạc vũ sẽ như vậy dễ dàng chết đi các hội trưởng mỉm cười lạc vũ lại sử dụng hắn tuyệt chiêu kể từ nuôi một mảng lớn thông linh thú hắn coi như lên sau màn lão bản rất ít tự mình ra tay đột nhiên có loại cảm giác lâu ngày không gặp trời giá rét kiếm khí lít nha lít nhít tùy ý oanh kích lấy lĩnh vực nơi lạc vũ đang ở đông đảo tiên vương lục tinh thần thông lẫn nhau chiếu rọi khí thế mãnh liệt mà đè xuống bầu trời rực rỡ hào quang phóng ra phá lệ ánh sáng chói mắt trong lúc mọi người cho là lạc vũ bây giờ không chết cũng bị thương lúc hắn thản nhiên bước ra kiếm khí tuôn ra chi địa anh tuấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đông đảo tu chân giả rung động không thôi tại như thế hùng hậu kiếm khí dưới thế công hắn thế mà lông tóc không thương liền một chút dấu vết đều chưa từng nhiễm góc áo vì cái gì mọi người ở đây nghi hoặc lúc trời giá rét hạch tâm phản ứng lại nhao nhao xoay chuyển thủ ấn dính trời giá rét linh khí ngự kiếm lần lượt ra khỏi vỏ hướng về lạc vũ nhanh chóng bay đi Lạc Vũ vẫn như cũ bình tĩnh thông dong. Trước mắt bao người, vô số thân ngự kiếm từ thân thể của hắn xuyên qua, quá trình bên trong thông suốt. Phản phất không có bất kỳ cái gì vật lý tần diện tiếp xúc giống như. Hiện trường đông đảo tuyển thủ trợn mắt hốc mồm. Đây là huyện ảnh. Chúng ta bị chơi xỏ. Hắn chân thân ở đâu? Chuồng đi sao? Lạc Vũ một cái thuấn thân, thoáng hiện đến trong đám người. Đám người cho là hắn là che giấu tai mắt người huyện ảnh, không chút nào bố trí phòng vệ. Mà là ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm chân chính Lạc Vũ. Sinh ra tên Lạc Vũ nói khẽ. Trong nháy mắt, lục đạo chi lực hiện lên mắt trái, quanh thân bắn ra tự nhiên mà thành kịch liệt ba động. Khổng lồ gần sóng hướng về phụ cận khuếch tán. Thẳng đến cổ này gần sóng tiếp xúc thân thể nháy mắt. Đám người lúc này mới cảm nhận được, bài sơn đảo hải sức đẩy xông tới mặt. Nháy mắt sau đó. Trời giá rét hạch tâm chịu đến sức đẩy ảnh hưởng, bị đẩy lùi ngoài trăm thước. Tiên vương có kinh nghiệm, kịp thời điều động linh lực chống cự. Tại chỗ giữ vững được mấy giây, như củ chật vật bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn trường tuyển thủ đều bị Lạc Vũ đánh ra cứng nhắc. Cái này huyện ảnh vậy mà có thể ảnh hưởng thực tế. Đến cùng gì tình huống? Địch nhân năng lực rất cổ quái, căn bản khó mà đoán ra. Liền đối thủ năng lực cũng không biết chúng ta đánh như thế nào. Vẹn vẹn một người, liền đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh như thế. Người nào nói chăn nuôi viên không thiện chiến, chỉ có thể ôm thông linh thú đùi. Báo cáo sai quân tình đông đảo tuyển thủ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu khủng hoảng mấy vị đuổi theo liễu tâm liên tiên vương càng hoang mang bọn hắn liên thủ thả ra lục tinh thần thông quy lực có thể tưởng tượng được nếu như cái này lạc vũ chính là chân thân không đến nỗi ngay cả bị thương ngoài da cũng không có a à. giả dạ. lạc vũ mắt phải xoắn ốc hút vào không gian vạn vẹo thân ảnh biến mất hắn không để ý đến những người khác trực tiếp xuất hiện ở bị đẩy lùi liễu tâm liên sau lưng tiểu bạch xà quấn quanh lạc vũ cánh tay lộ ra răng nanh cắn về phía liễu tâm liên tà long chú ấn chỉ lát nữa là phải đắc thủ phát giác được nguy hiểm liễu tâm liên khẩn trương hét lên một tiếng chịu đến nàng mãnh liệt cảm tình ba động ảnh hưởng trong cơ thể nàng mấy đạo cấm chế giải trừ đông đảo chí thánh chôn giấu ở trong đó tiên lực bắn ra liễu tâm liên uy áp trong nháy mắt đột phá quần tinh chi lực hạn chế liên tục tăng lên tiên vương chuẩn thánh chí thánh sau đó lại bị phát giác chỗ sơ hở quần tinh chi lực áp chế trở về kết đỉnh phong nhưng mà, cổ này khổng lồ tiên lực, lại có thể tỉnh lại nàng chiến thắng bốt lấy được lục đạo chi lực. Trong chốc lát, lục đạo chi lực từ trên người nàng tất cả lỗ chân lông tuôn ra, hội tụ tại trên đầu nàng phương. Dần dần tạo thành một đỉnh màu xanh trắng băng tinh vương miệng, lộ ra sấn ra nàng hoa mỹ mà tôn quý khí chất. Phối hợp trắng toát bạch y phá lệ phù hợp. Vương miệng thậm chí thân thể mềm mại của nàng, đều tản mát ra băng lãnh thấu xương xương lạnh chi khí. Vương miệng trung tâm bộ phận, một cái lập lòe u lam tia sáng băng đồng tử hiện lên trong đó trong con mắt đường vân chính là luân hồi hình dáng gợn sóng nhích tới gần tiểu bạch xà trong nháy mắt đóng băng hóa thành một cây nhỏ dài băng côn ngã nát bấy nghĩ không ra ngươi đánh bậy đánh bạ vậy mà sớm kích hoạt lên quần tinh chi lực giao phó lực lượng của ta liễu tâm liên kinh hỉ vạn phần cảm thụ được khổng lồ lục đạo chi lực tại trong cơ thể nàng xung kích nguyên bản là muốn đến chí thánh chi cảnh mới có thể sử dụng băng chi riêng gen bây giờ liền mở ra chắc là bởi vì chí thánh tại trong cơ thể nàng phong ấn tiên lực hiện lên, ngắn mũi kích hoạt nó. Liễu tâm liên ngạo nghệ đại lượng lấy lạc vũ, ngươi cũng nắm giữ thần này chi nhãn sao? Bất quá, xem ra vẫn là của ta thần chi nhãn cao cấp hơn. Chương 605, giảm xuống tốc độ thời gian trôi qua rét lạnh. Thỏ con chít chít bình tĩnh nhìn về phía thần khí liễu tâm liên, cùng với đỉnh đầu hắn băng quang. Cắt! Một cái câu ngọc cũng không có, giả trang cái gì? Lạc vũ vẻ mặt nghiêm túc. Vậy mà đánh bậy đánh bạ, kích hoạt lên quần tinh chi lực giao phó nàng trên gen. Cái này khảm nạm tại băng quan thượng băng trên gen, thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện tại trong nguyên tắc. Năng lực không biết, chính mình đối đầu nàng rất có thể lật xe. Nếu không thì rút lui trước. Thật đẹp. Đây chính là đánh bại băng hệ bốt ban thưởng. Tâm liên tiên tử bây giờ một mặt vô địch. Đó chính là đoạt tinh giả đặc thù, trên gen. Đánh ra tâm liên tiên tử ẩn tàng hình thái, nhìn lạc vũ bây giờ đánh như thế nào. Các tu chân giả tán thưởng Liễu Tâm Liên, băng quan hình thái khuynh thế chi tư, đồng thời xa xa lui ra, nhường ra một mảnh rộng lớn chiến trường. Chiến đấu kế tiếp, không phải bọn hắn có thể trộn. Nếu như không có đẳng cấp hạng mức cao nhất, Tiên Vương nhóm cũng có thể trợ công. Bây giờ, vẫn là đừng đi cho Tâm Liên tiên tử thêm phiền, miễn cho chịu đến chiến đấu tác động đến. Nguyệt Chi sân vận động, khán giả nghị luận ầm ĩ. Lại là Trinh Gen. Khó trách thần minh đại nhân muốn chúng ta tận khả năng tranh thủ quần tinh chi lực, đây chính là lực lượng của thần. Trinh Gen đều đi ra, lần này tuyết kiếm tiên ổn a. À. Khó mà nói, ngươi nhìn Lạc Vũ cũng có Trinh Gen. Trinh Gen đối với Trinh Gen, thế kỷ chi chiến a, ta đi mua một ít bắp trang. Mị ma nữ vương u u thở dài, mở mắt sau nhìn thật mạnh, nếu là Lucifer đại nhân trước kia cũng sẽ mở mắt. Đầu kia tiểu long tất nhiên không phải là đối thủ. Các hội trưởng trầm mặt suy xét. Chẳng lẽ mỗi cái bốt ban thưởng, cũng là một loại Trinh Gen. Nếu như Lạc Vũ cho nhà mình thông linh thú, toàn bộ đều gắn Trinh Gen, cái này chẳng phải vô địch đi thì nhìn lạc vũ bây giờ có thể hay không cầm xuống tuyết kiếm tiên không phải muốn kêu chiến ta sao vậy thì tới đi liễu tâm liên lạnh trên một tiếng lập tức tại sau lưng ngưng luyện ra một tôn băng vương tọa nàng ngồi đàng hoàng xuống ưu nhã vĩnh lên thon dài đùi ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lạc vũ chính mình trên gen rõ ràng so lạc vũ cao cấp lại thêm chí thánh nhóm phong ấn tiên lực tiếp xúc song trọng gia trì liễu tâm liên cảm thấy mình bây giờ không người có thế địch thần sắc trở nên cao ngạo cùng phía trước ngoan ngoãn tiểu nữ sinh, đơn giản tưởng như hai người. Thỏ con chích chích biểu môi nói, lại cảm thấy tự mình làm được đúng không? Quay đầu bắt nàng, muốn để Long Bảo thật tốt quản giáo. Lạc Vũ hết sức nghiêm túc, lợi dụng thần uy thuấn di triệt thoái phía sau. Này liền túng, nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính thần chi nhãn. Liễu Tâm liên khóe môi phát họa ra một tia trêu tức. Băng quang bên trong băng đồng tuôn ra lấy lục đạo chi lực. Ẩn chứa tuyệt đối băng lãnh thiên đạo phát tắc, cuốn lấy từng tia ý lạnh hướng bốn phía lan tràn lấy băng đồng làm trung tâm, phóng xuất ra khổng lồ hàng khí. Hàng khí những nơi đi qua, liền thời gian đều tại nhiệt độ thấp tác dụng phía dưới, trở nên chậm chạp rất nhiều. Tại hàng băng đồng lực bao trùm lĩnh vực, tất cả động tác đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Chỉ có nắm giữ băng quan trên gian liễu tâm liên, có thể như là thường ngày mau lẹ hành động. Đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi sẽ không gian kỹ. Liễu tâm liên cười lạnh một tiếng, băng đồng tập trung ánh mắt, đem trước mặt một chỗ không gian cống đến vỡ vụn. Nàng khống chế sức nổi, Ngồi ở trên ngai vàng bay vào vết nứt không gian. Sau một khắc, Lạc Vũ bên người một chỗ không gian, bị hàng băng đóng băng nứt vỡ. Liễu Tâm Liên từ trong bay ra. Nơi nàng đi qua, rét lạnh băng sương cuốn tới. Trong nháy mắt, Lạc Vũ cảm nhận được Liễu Tâm Liên tốc độ hành động biến nhanh rất nhiều. Kỳ thực là chính mình vị trí thời không, bởi vì băng đồng hàng ý trở nên chậm chạp. Đây tuyệt đối là chính cống lục đạo kỹ. Liễu Tâm Liên nhấc lên băng phách kiếm trời đi vương tọa. Trong nháy mắt, nàng đi tới lạc vũ trước mặt giơ kiếm đâm tới thần sắc cử chỉ lộ ra thành thạo điêu luyện lạc vũ nến thử tránh né lúc lợi kiếm sớm đã quán xuyên thân ảnh của hắn tại liễu tâm liên vị trí lĩnh vực phía dưới tốc độ thời gian trôi qua bên trên chậm rất nhiều trừ phi bản thân liền đặc biệt cấp tốc cho dù là bị giảm tốc buff cũng viễn siêu liễu tâm liên cái chủng loại kia bằng không ở trước mặt nàng chính là đồ chơi này chậm chạp như vậy huy kiếm lạc vũ vì cái gì không né tránh không phải là muốn chết dưới hoa mẫu đơn a người xem thấy cảnh này nhao nhao không hiểu thấy thế Hamura tiên quân lập tức đưa ra giảng giải căn cứ vào quan sát của ta suy đoán cái này mặt trăng băng luân quay mắt năng lực là có thể sử dụng hàng ý trở nên chậm cái nào đó khu vực tốc độ thời gian trôi qua cho nên lạc vũ mặc dù không có phát giác nhưng mà hắn bên kia thời gian thay đổi rõ ràng muốn so dưới tình huống bình thường chậm rất nhiều cái này cũng là cái năng lực này chỗ đáng sợ rõ ràng tốc độ của mình trở nên chậm chạp chính mình lại không có phát giác tăng thêm băng đồng người nắm giữ không bị ảnh hưởng đối với tuyết kiếm tiên sáng tạo ra ưu thế rất lớn lời này vừa nói ra đám người rất cảm thấy chấn kinh ngay cả thời gian đều có thể chậm lại chậm lực lượng thật đáng sợ đảo ngược lại đảo ngược lạc vũ đoán chừng không có cách nào xoay người năng lực này thật sự nghịch thiên loại này cơ chế quái đáng sợ nhất mặc dù không cách nào trực tiếp tạo thành phá hư thế nhưng là cơ hồ khó giải cũng may lạc vũ một mực cẩn thận mở ra hư hóa mô thức liễu tâm liên thế công không có mang tới thực tế phá hư. Vì cái gì? Rõ ràng tận mắt thấy, ngươi bị lợi kiếm xuyên qua. Liễu tâm liên cả kinh, ngạo mạn sắc mặt trở nên phá lệ kinh ngạc. Nàng là tận mắt nhìn thấy, mà lại là khoảng cách gần nhìn xem băng phách kiếm, từ lạc vũ thân ảnh xuyên qua, tựa như không có thực thể huyễn ảnh đồng dạng. Tăng thêm có băng đồng gia trì, chậm dần chung quanh thời gian, lạc vũ căn bản không có ra vẻ chỗ trống. Người xem đều sợ ngây người. Vẫn là không có giết chết lạc vũ thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có. Ta xem, nàng căn bản là không có đụng tới Lạc Vũ. Lạc Vũ cái năng lực này cơ chế, cũng rất vô địch, hai người cũng là thằng vô lại. Lần này có ý tứ, song phương đánh ngang tay, xem bọn hắn như thế nào phá cục. Lạc Vũ vẫn như cũ duy trì thông dong, thật tiếc núi, ngươi cái gì cũng không cách nào thay đổi. Hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hoảng vô cùng. Nếu là giải trừ hư hóa, rất có thể bị đối phương loạn kiếm chém chết. Thần uy năng lực này đầy đủ siêu mẫu, hắn còn có thể dựa vào một hồi. Nhưng mà không giải trừ thần uy, một mực hao tổn cũng không phải biện pháp. Mặc dù bây giờ thần uy hư hóa tiêu hao động lực rất thấp, duy trì thời gian cũng thay đổi dài hơn nhiều. Nhưng dù sao vẫn là có cực hạn. Cái này nhất định lại là ngươi cái kia chán ghét không gian kỹ A. À. Liễu tâm liên ánh mắt lạnh lùng ngưng lại, đừng tưởng rằng một mực trốn tránh, ta không làm gì được ngươi. Đã ngươi trốn ở không gian đằng sau, vậy ta liền đánh vỡ không gian. Nói xong, nàng nâng cao trong tay băng phách kiếm, vận chuyển quanh thân toàn bộ tiên lực. Chí Thánh nhóm đem đại lượng tiên lực phong ấn tại trong cơ thể nàng lúc, còn đánh vào một đạo ký ức lạc ấn. Đó chính là cổ lão kiếm thuật thần kỹ, về núi phong ma trảm. Nàng có thể bằng vào ký ức lạc ấn, sử dụng một lần chiêu này thần kỹ. Bởi vì chịu đến quy tắc áp chế, muốn tại kết đỉnh phong liền móc sạch một mảng lớn không gian, cho dù là thần kỹ cũng có chút khó khăn. Cho nên nhất thiết phải đánh cực tất cả tiên lực. Trong lúc nhất thời, Liễu Tâm liên quanh thân sức mạnh toàn bộ đều tập trung ở băng phách kiếm chi thượng. Chui này trời giá rét tiên vương vũ khí dành riêng, gánh chịu lấy khổng lồ như thế tiên lực, thậm chí sinh ra vết trạng. Chương 606, không chết tiểu cường. Liễu tâm liên hai tay giơ kiếm, kim quang lóng lánh tiên lực bám vào tại băng phách trên thân kiếm. Tạo thành một thanh vô hạn kéo dài, xông thẳng vân tiêu kim sắc kiếm khí. Không khí chung quanh hiện lên từng cơn sóng gợn. Nhìn thấy liễu tâm liên tại tụ lực, lạc vũ đang nghĩ ngợi, muốn hay không thừa cơ giải trừ hư hóa chuồng đi nhưng mà hắn lo lắng liễu tâm liên thân phát quỷ dị tái hiện trực tiếp bị bắt thần uy phía trước dao động chém chết ngay tại lạc vũ do dự trong nháy mắt băng quan trên gen hàng quan đại thịnh quanh mình tuyệt đối hàng khí tập trung ở lạc vũ vị trí liễu tâm liên chỗ phụ cận phần lớn khu vực tốc độ thời gian trôi qua khôi phục như lúc ban đầu chỉ có lạc vũ bên này trở nên càng ngày càng chậm cuối cùng thậm chí bởi vì quá chậm trở nên giống như thời gian ngừng lại không khác bởi vì băng quan trên gen mang tới không biết lục đạo kỹ luyện độ chỉ có nhập môn Muốn đạt tới thời gian ngừng lại hiệu quả cũng chỉ có như thế. Lạc Vũ cùng thỏ con chích chích bản thân không có phát giác không đúng. Nhưng mà tại liễu tâm liên cùng người xem góc nhìn, Lạc Vũ phản phất bị đông lại giống như, không nhúc nhích. Dừng lại. Lạc Vũ triệt để bất động. Xem ra vẫn là liễu tâm liên càng hơn một bậc, đây là triệt để đông cứng Lạc Vũ vùng không gian kia thời gian sao. Cái này nhìn xuống Lạc Vũ như thế nào trốn. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt khó coi, không chỉ có như thế, tâm liên tiên tử còn dùng tới thượng cổ thần kỹ, về núi phong ma trảm tập trung chí thánh phong ấn tại trong cơ thể nàng toàn bộ tiên lực lạc vũ chỗ vùng không gian kia hẳn là sẽ trực tiếp bị làm hao mòn tăng thêm thời gian ngừng lại phong tỏa hành động lạc vũ cơ hội chắc chắn phải chết vốn là cho là lại là lạc vũ bắt liễu tâm liên song phương lấy linh thương vong hòa khí kết thúc tranh tài không nghĩ tới càng đánh càng bên trên tình hình chiến đấu càng như thế thảm liệt đều là người mình a à. đoạt tin giả nếu là nhìn thấy bọn hắn đánh kịch liệt như thế sợ không phải khuôn mặt đều cười rách ra. Chỉ có thể sau đó liên hệ chí thánh nhóm, nhìn có hay không phục sinh sinh mệnh tư nguyên. Nghe được giải thích của nàng, các lộ bán thần đại biểu hai mặt nhìn nhau. Thần kỹ. Toàn bộ đến thánh tiên lực. Ngụy thời gian ngừng lại. Tính cả không gian cùng một chỗ gạt bỏ. Nhiều từ mấu chốt như vậy điệp ra, cho dù là bọn họ hạ tràng đều nhìn không được. Nhưng mà Lạc Vũ, thật đúng là khó mà nói. Hôm nay Lạc Vũ biểu hiện, có thể so với không chết tiểu cường vô luận tao ngộ như thế nào mạo hiểm kích thích thế công, hắn chính là không chết. Này liền rất giận. Trời giá rét tiên vương ngược lại là cười tê. Nữ thần lợi hại như vậy, cũng coi như hắn không có phí công liếm. Nếu là về sau thượng vị, hắn quá có cảm giác an toàn. Đám người suy nghĩ bay tán loạn lúc. Kim sắc sung thiên kiếm khí chém xuống. Mảng lớn không gian tại cường đại kiếm khí phía dưới, khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hỗn loạn tiên lực phản phất con ruồi không đầu, tùy ý xung kích, bộc phát ra vô số dư ba. Vạn trượng kim quang bao phủ cả bầu trời. Bởi vì tiên lực khổng lồ, băng phách kiếm bất lực chịu tải trực tiếp hóa thành bột mịn. Trời giá rét tiên vương trong mắt chứa lệ quang. Chỉ cần có thể đến giúp sư muội, hết thảy đều là đáng giá. Bây giờ, trong cơ thể của Liễu Tâm Liên tiên lực bị đều rút khô. Hai chân nàng như nhũng ra, toàn thân không ngừng run rẩy. Đã mất đi tiên lực chèo chống, băng quang trong nháy mắt ảm đạm, lập tức hóa thành nguyên sơ lục đạo chi lực trở lại thể nội. Mỏi mệt không chịu nổi Liễu Tâm Liên, trực tiếp rơi xuống dưới. Bây giờ, đừng nói là lạc vũ thân ảnh, liền mảng lớn bầu trời đều bị oanh ra đen kịch một màu. Thần uy không gian. Lạc vũ cùng thỏ con chích chích bởi vì hư hóa mô thức, một mực tồn tại ở này. Ta đều không thấy rõ đối dùng tay làm, liền bị cưỡng chế truyền tống tới. Thỏ con chích chích khó hiểu nói. Lập tức, nàng suy tư băng quan riêng gian năng lực. Riêng gian cũng liền đồ vui lên, thật siêu mẫu còn phải nhìn ta đại thần uy. Lạc vũ nhếch miệng nở nụ cười hư hóa hiệu quả là cam đoan tự thân bị đụng vào trong nháy mắt sẽ cùng vật thể trùng điệp bộ phận kia truyền tống chí thần uy không gian liễu tâm liên suy nghĩ hủy diệt nguyên không gian cũng không có gì dùng trừ phi tìm được thần uy không gian tọa độ chúng ta nhanh lên trở về đi bằng không thì tiểu ni tử kia chạy làm sao bây giờ thỏ con chip chip một mặt gấp gáp dù sao cái này có thế quan hệ đến nữ nhi ngoan trưởng thành làm mẹ có thế không vội đi đừng nóng vội liễu tâm liên hẳn là đi không xa chờ ta lại đi tìm tiểu long túi muốn một đầu bạch xà, thực hiện chú ấn cần nó. Lạc Vũ nói khẽ. Lạc Vũ thật sự không còn. Mị ma nữ vương thận trọng nói. Tựa như là. Yêu hải nữ hoàng nhìn qua màn sáng thì thào, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được. Nàng cũng không rõ ràng, hôm nay là lần thứ mấy nghĩ như vậy. Đông đảo người tu chân địa điểm. Liễu tâm liên bởi vì quá mức mệt nhọc, tăng thêm tiêu hao thảm trọng, cơ hồ ngất đi dù sao một hơi móc sạch chí thánh nhóm cho tiên lực, cơ thể rất là mỏi mệt. Đông đảo tiên vương tranh đoạt muốn cổng nàng, chỉ lát nữa là phải động thủ. Đột nhiên, mọi người quen thuộc đen như mực chi môn mở ra. Một đạo mang cho người ta kinh khủng thân ảnh chậm rãi bay ra. Ngoại giới, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lập tức bộc phát ra kịch liệt thảo luận. Lạc Vũ không chết. Đâu chỉ không chết, quả thực là hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải có thời gian đóng băng giữ gốc sao. Hắn đến tột cùng là như thế nào tránh thoát người này vô địch. Để cho Lạc Vũ chống đỡ cái này một lần, hắn chính là tranh tài thế giới bá chủ. Mị ma nữ vương khóc, ta liền biết, đồ nghịch ta đúng không? Nàng còn là lần đầu tiên bị nam tính sinh vật làm khóc. Bí sâm thần thụ các phân thân, bây giờ cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Đây chính là bọn họ minh hữu. Mạnh đến mức đáng sợ. Qua trận chiến này, Lam Tinh muốn quật khởi A. Bọn hắn bí sâm mất đi nhiều như vậy tìm ẩn địch nhân, cũng là muốn bị mang bay. Cửu thiên huyền nữ cũng sướng đến phát rồ rồi nguyệt thần chuyển thế mạnh cũng coi như như thế nào liền lạc vũ cái này chăn nuôi viên cũng mạnh đến mức không còn gì để nói vừa rồi liễu tâm liên một kích toàn lực liền xem như nàng cái này chí thánh phía dưới đệ nhất nhân cũng muốn chết lạc vũ có thể không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát không phải là nguyệt thần đại nhân thường cho hắn tiểu táo a à. trời giá rét tiên vương ngược lại là nụ cười trở nên cứng ngắc huyết đều nhanh phun ra cùng lúc đó nằm xuống liễu tâm liên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nước mắt ủy khuất tại hốc mắt quay tròn ngươi cái này đều không chết Hủy diệt a à, mệt mỏi nhanh lạc vũ đạm nhiên trôi hướng nàng các tu chân giả nhao nhao khống chế phi kiếm ngăn tại trước mặt hắn phi kiếm không ngừng run rẩy kiếm do tâm sinh đây là khống chế phi kiếm đông đảo tu chân giả đang run rẩy trong đó không thiếu thành danh thật lâu tiên vương bọn hắn đối mặt chí thánh cũng không có cảm giác như thế lớn áp lực nhưng mà đi qua vừa rồi nhất kích lạc vũ còn có thể bình yên vô sự đầy đủ cho bọn hắn vô hình uy hiếp bờ à lạc vũ âm thanh lạnh lùng nói xem ở phân thượng cửu thiên huyền nữ ta lưu các ngươi một mạng bởi vì hamura tiên quân đã thông báo thần châu cửu vực có thể là tương lai minh hữu cho nên lạc vũ có chút thu liễm lời này vừa nói ra mọi người nhất thời ngờ tới lạc vũ đến cùng cùng cửu thiên huyền nữ quan hệ thế nào trời giá rét tiên vương nổi giận chẳng thể trách nàng lúc nào cũng vì lạc vũ nói chuyện thì ra bí mật có tầng quan hệ này cảm giác cơ thể bị vô số ánh mắt liếc nhìn cửu thiên huyền nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tiểu tử này nói mò gì đại gia quen biết sao tu chân giả nhau nhao mặc lộ vẻ vui mừng đa tạ lạc đại nhân tha thứ thì ra cửu thiên huyền nữ cùng lạc vũ quan hệ cá nhân rất sâu sớm nói a à. sớm nói bọn hắn trực tiếp đi theo lạc vũ bay lên đến nỗi tâm liên tiên tử nữ nhân nào có huynh đệ trọng yếu lạc vũ lạnh nhạt nói đừng cao hứng quá sớm cái này dù sao cũng là tranh tài mặc dù có thể nhiễu các ngươi một mạng nhưng mà ngoại trừ tính mệnh khác đều ta lưu lại chương 607, lắc lư mạnh. Tại Lạc Vũ ánh mắt khuất phục phía dưới, đông đảo tu chân giả xếp hàng đem của cải của nhà mình đều giao cho Lạc Vũ. Ngoại trừ tại so đấu bí cảnh lấy được đại lượng tài nguyên, còn có rất nhiều thần châu cửu vực đặc sắc tài nguyên. Trong đó các phái tu luyện công pháp, hắn cũng không buông tha, trực tiếp bỏ vào thần uy không gian trong kho hàng. Chờ lấy giao cho Tiểu Long túi cùng A Phi nghiên cứu, để mà khai phát ra đồ mới. Tiểu Long túi máy móc phi thăng, đang cần những thứ này tu chân chi pháp xem như tham khảo có những sách vở này xem như tư liệu, nàng nói không chừng còn có thể dùng khoa học kỹ thuật trả lại như cũ những này công pháp vận hành. Bất quá, hai ngày này tiểu long túi một mực đang bận biểu giáo dục lộ Tây Pháp chính là hôm nay lại muốn dẫn bên trên liễu tâm liên. Dù sao liễu tâm liên vốn là lần chiến đấu này mục tiêu, về sau càng là thể hiện ra trác tuyệt tiềm lực. Thân là tiềm ẩn minh hữu, có cần thiết chỉ điểm một hai. Mà từ tu chân giả trong tay lấy được đủ loại linh thực hạt giống, nhưng là A Phi nghiên cứu mục tiêu. A Phi thần tích, vạn vật triêu tông có thể đem hình dạng mặt đất trở nên linh vận dồi dào. Mười phần thích hợp trồng trọt đến từ tu chân thế giới linh thực. Về sau phân tích những mầm móng này tổ người máy, A Phi liền có thể tự cấp tự túc. Chính mình sáng tạo ra mảng lớn linh điền, hiệu suất cao nhẹ vốn trồng trọt linh thực. Sau đó đem sản nghiệp giao cho xích nguyệt tập đoàn xử lý, không chỉ có thể xúc tiến phát triển kinh tế, còn có thể thông qua tính đa dạng tài nguyên. Cải thiện ninja gia tu luyện hoàn cảnh. Về công về tư cũng là rất không tệ chủ ý. Rất nhanh, Đông đảo tu chân giả bị Lạc Vũ vơ vét, trong nháy mắt cảm nhận được cái gì là mau qua nhổ nhạng tiểu vương tử. Nếu không phải là quần áo trên người xuyên qua, thuộc về là hàng đen. Hắn muốn đem những cái kia phù hợp thần châu cửu vực quần áo, cũng lấy về nghiên cứu. Lạc Vũ chính là như thế yêu quý nghiên cứu kiến thức học giả. Thần châu cửu vực vị trí riêng, đông đảo đến từ cửu vực người xem thấy tê cả da đầu. Lạc Vũ là tuyệt không lãng phí A. Bất quá, có thể giữ được tính mạng đã là không tệ dù sao chiến đấu mới vừa rồi, song phương bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ bao nhiêu. Người xem rõ ràng nhất. Lạc Vũ lại còn có thế buông tha bọn hắn, cái này cũng nói rõ bọn hắn vẫn là không có bị Lạc Vũ nhìn ở trong mắt. Nhận lấy giàu có tu chân đặc sắc đại lượng chiến lợi phẩm, Lạc Vũ lạnh nhạt nói, những thứ này coi như là ta bồi thường. Vốn còn muốn xem ở phân thượng cửu thiên huyền nữ. Ban cho ngươi nhóm tà long sức mạnh. Hiện tại xem ra, thôi được rồi. Nghe vậy, các tu chân giả nhau nhau nghi hoặc, chẳng lẽ Lạc Vũ nói tới độc trắng thật là đồ tốt. Bọn hắn cứ như vậy đã mất đi ôm lạc vũ bắp đùi cơ hội. Đột nhiên cảm thấy không hiểu hối hận. Bất quá, tâm liên tiên tử cho thấy năng lực, ngược lại để ta giật nảy cả mình. Thân là cửu thiên huyền nữ bạn bè, ta có cần thiết giúp nàng hậu bối chỉ điểm một hai. Lạc vũ một mặt chính khí. Giống lão tiền bối thản nhiên. Lời này vừa nói ra, đông đảo tu chân giả nhưng là lộ ra vẻ hâm mộ. Lạc vũ thực lực thâm bất khả trắc, dưỡng thông linh thú còn có một tay cái kia bồi dưỡng nhân tộc hẳn là cũng rất có năng lực. Lam tin, thật sự không có nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ điểm ta. Tê liệt trên mặt đất liễu tâm liên chỉ mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vừa rồi nàng cùng Lạc Vũ đều đánh thành bộ kia đức hạnh, quả thực là sinh tử địch. Lạc Vũ không chỉ có không tức giận trả thù trở về, lại còn nói muốn chỉ điểm nàng. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Lạc Vũ cũng chỉ là đang giúp cửu thiên tỷ, thăm dò nàng cái này hậu bối sâu cạn. Để làm ra tính nhắm vào bồi dưỡng vừa rồi nhìn như kinh thế hải tục một trận chiến, đối với Lạc Vũ mà nói chẳng qua là một theo đường trách nghiệm. Hơn nữa Lạc Vũ một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, đích xác không giống như là sinh mệnh chịu đến uy hiếp Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có nàng tại nghiêm túc, thậm chí tiêu hao hết đến thánh tiên lực, dùng tới thần chi nhãn. Lập tức phân cao thấp. Nghĩ như vậy, thánh sương hồ lô bị phá giải cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhân gia chính là lợi hại như vậy. Rõ ràng nhìn qua Lạc Vũ so với nàng còn trẻ, chỉ có thể cho nàng làm đệ đệ. Kết quả bọn hắn chênh lệch, vậy mà so với người cùng cẩu đều lớn. Một phen bản thân não bổ sau, Lạc Vũ địa vị tại trong suy nghĩ của Liễu Tâm Liên, tăng lên N cái bậc thang. Nguyên lai là người một nhà, phía trước là ta vô lễ, làm trò hề, hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Liễu Tâm Liên mặt tươi cười tràn đầy vẻ xấu hổ, thấp giọng nói. Nói như vậy, cái này tiểu bạch xà ẩn chứa độc trắng thực sự là đồ tốt. Lạc Vũ khẽ gật đầu, ngươi có thế tin tường liền tốt, nếu không phải cửu thiên huyền nữ, ngươi vừa rồi ngạo mạn vô lễ như thế ta tất nhiên sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Nghe vậy, liễu tâm liên một mặt cảm kích, đa tạ lạc vũ đại nhân. Còn tốt có cửu thiên tỷ lật tẩy, không biết lúc nào câu được lạc vũ. Này mới khiến nàng nhân họa đắc phúc. Lạc vũ giữ im lặng, thả ra tiểu bạch xà hung hăng cắn lấy liễu tâm liên cái cổ trắng ngọc. Đen như mực tà long chú ấn hiện lên, đến từ tà long sức mạnh rót vào tế bào. Yên tĩnh giấu ở thể nội, chờ đợi phát huy tác dụng. Cảm thấy trong chú ấn ẩn chứa lực lượng khổng lồ, liễu tâm liên im lặng ngưng nghẹn nàng phía trước đối đãi như vậy lạc vũ, mà nhân gia còn không mang thù, cho nàng lực lượng cường đại. Cao thượng làm cho người khác giận sôi. Ở trong mắt liễu tâm liên, lạc vũ hình tượng lập tức cao lớn đứng lên, thần thánh lại tràn ngập quan huy. Sau đó, nàng hiếu kỳ nói, của lực lượng này lai lịch đến tột cùng là. Lạc vũ tri kỹ giảng giải, là ta một cái thông linh thú, muốn khống chế phần lực lượng này, khiến cho phát huy ra toàn bộ thực lực. Còn cần nàng đứng ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo chúng ta a. À chịu đến tà long ấn ký ảnh hưởng liễu tâm liên đem không cách nào đối với lạc vũ đoàn đội sinh ra ác ý tà long ấn ký quá trình trưởng thành cũng cần tiểu long túi hỗ trợ tu hành cho nên lạc vũ mời liễu tâm liên quá tốt rồi ta vô cùng vinh hạnh liễu tâm liên một mặt vui mừng lạc vũ thực lực gì nàng đã dùng cơ thể bản thân trải nghiệm qua có thể đi theo đám bọn hắn đoàn đội tu hành tất nhiên đối với thực lực có tăng lên rất nhiều một bên các tu chân giả thấy một trận nhãn hồng vậy chúng ta thì sao chúng ta cũng là thần châu cửu vực tương lai nha tất cả mọi người là người một đường không bằng cũng mang lên chúng ta a à. vừa rồi cùng lạc vũ đại nhân đối chiến rõ ràng liễu tâm liên hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất hơn nữa còn muốn cho lạc vũ khi nàng nô lệ cái này lạc vũ cũng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước còn mang theo nàng đi tu hành không công bằng lạc vũ cái bắp đùi này không thể chỉ để cho liễu tâm liên một người độc hưởng người gặp có phần lạc vũ lắc đầu nói thực lực các ngươi bình thường vẫn là đi tự mưu sinh lộ a. À. Tao ngộ ta Lam Tinh đồng bạn, các ngươi phải nhiều hơn đoàn kết bọn hắn. Dạng này mới có thể tại tiểu thế giới này chiếm được một chỗ cắm dùi. Nghe vậy, Đông Đảo tu chân giả đồng nói, chúng ta ghi nhớ. Lam Tinh có phải hay không những người khác cũng là đùi. Cảm giác Lam Tinh ngọa hổ tàng long a. À. Nhìn như trung đẳng vị diện tiêu chuẩn, kỳ thực tất cả đều là đại lão. Ta đây an tâm. Lạc Vũ an tâm một chút đầu, lập tức nhìn về phía trong ngực thỏ con chích chích, chúng ta mang tâm liên tiên tử đi gặp một chút con thần long kia a. Thỏ con chích chích ngầm hiểu, đưa tay liền mở ra một đạo đen như mực khe hở. Lạc Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem thỏ con chích chích để xuống đất, lập tức ôm lấy tứ chi vô lực liễu tâm liên vào cửa. Thỏ con chích chích, cần phải động tay sao? Ngươi cái kia ban sô tên ninh là làm gì? Chương 608, phiên bản đáp án. Long Bảo, Thần Châu cửu vực vị trí riêng. Trời giá rét nghĩ tiên vương nhìn qua trên màn sáng hình ảnh, mắt đỏ muốn nứt, nắm chặt song quyền. Hắn hướng về màn sáng vô năng cùng nộ, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Làm liễu tâm liên mười mấy năm liếm chó, hắn còn không có cam lòng chạm thử. Lạc vũ này liền trực tiếp vào tay. Hơn nữa còn là khác người ôm công chúa. Một bên cửu thiên huyền nữ bó tay rồi. Nhân gia Lan mới xứng diện mạo, đến phi ngươi yêu tinh kia phản đối. Nàng đối với trước mắt kết quả, ngược lại là hết sức hài lòng. Nếu là tâm liên cùng lạc vũ tiêu tan hiềm khích lúc trước, cọ sát ra yêu hỏa hoa đối với thần châu cửu vực cùng lam tinh quan hệ ngoại giao có trợ giúp rất lớn các hội trưởng cười miệng toe toét tiểu tử rất biết đi tranh thủ trước khi tranh tài kết thúc đem gạo cơm nấu thấu tránh khỏi ta đi thúc đẩy sinh trưởng hắn cũng biết liễu tâm liên lai lịch bất phàm nếu là có thể cùng lạc vũ loại quái vật này liên hợp hai loại huyết mạch truyền thừa phía dưới đảng sinh hậu đại chắc chắn là bắt đầu thần chi thể chất này đối lam tinh tương lai mười phần có lợi lạc vũ dưỡng thông linh thú đều có một tay dưỡng hài tử chắc chắn vô địch đến lúc đó, Lam Tinh tương lai một vị thần cấp người mới từ từ bay lên. Hỏng, thần châu cửu vực cùng Lam Tinh thật giống như là muốn liên hợp. Yêu hải nữ hoàng cực kỳ hoảng sợ. Cái này phát triển không thích hợp. Vốn đang là tử địch, như thế nào đảo mắt liền ôm ở cùng nhau. Nhân loại cũng là tùy tiện như vậy sao? Trước mắt mặt cường vị bên trong, thần châu cửu vực sinh lực giữ lại hoàn thiện. Tăng thêm tiềm ẩn minh hữu, ma uyên cùng long giới thực lực đại tổn. Nếu là Lam Tinh cùng bọn hắn liên hợp, liền không có vị diện khác chuyện gì. Muốn nói thần minh, Lam Tinh cũng là có thần minh. Hơn nữa nghe nói còn không chỉ một vị. Tính như vậy đứng lên, thần Lam Liên Quân cũng có thể phản công đoạt tinh vị mặt. Mị ma nữ vương cũng là không có mắt thấy. Không chỉ có Lucifer đại nhân không có bị cứu ra, tuyết kiếm tiên còn liên lụy chính mình. Tà Long chú ấn thế nhưng là đem Lucifer đại nhân, biến thành đối với tiên nữ Long nói gì nghe nấy nô lệ. Tuyết kiếm tiên hạ tràng có thể tưởng tượng được. Thần uy không gian. Lạc vũ ôm liễu tâm liên trở về, thỏ con chích chích thở vì vì theo sau lưng. Lúc này, tiểu long túi đang cùng A Phi đi tản bộ, nghiên cứu thảo luận nghiên cứu khoa học. Đi theo phía sau người mặc chấp sự phục, phần cổ mang theo vòng cổ Lucifer. Lúc này Lucifer, bị tiểu long túi sang bằng góc cạnh, trên mặt sớm đã không còn những ngày qua ma vương chi ngạo. Nhìn về phía tiểu long túi Demi thuận nhãn, tràn ngập ý sùng bái. Đúng lúc ba người bắt gặp trở về lạc vũ. Lị lị an ngồi ngay ngắn ở hư không trên ngai vàng, chỉ huy hư không trùng tộc tại thần uy không gian kiến tạo thuộc về nàng cung điện cảm nhận được lạc vũ trở về nàng vội vàng bắt chước ngụy trang ra trang phục nữ bộc cao ngạo thần sắc trong nháy mắt trở nên khiêm tốn mở ra hư không chi môn thuấn di đến lạc vũ bên cạnh nhìn thấy lạc vũ trong ngực nữ sinh tiểu long túi ý vị thâm trường nói lại cho ta tìm mới mẹ ta cái này đổi mẹ cũng quá nhanh a à. lạc vũ lị lị an gấp nàng cũng không muốn nhiều hơn nữa cái chủ mẫu đừng nói nhảm nàng rõ ràng là chủ nhân giúp chúng ta nữ bột đoàn tìm đến hầu gái mới. Đa tạ chủ nhân thông cảm. Nói xong, nàng khẽ không người. Lạc Vũ nhanh chóng thả xuống liễu tâm liên, đều đừng đoán. Long bảo, đây là ta cho ngươi tìm trợ lý mới. Nàng chất lượng so Lucifer còn tốt hơn rất nhiều. Tà Long chú ấn đã cắm vào trong cơ thể của nàng. Tiếp lấy, hắn ôn hòa nhìn về phía liễu tâm liên, tâm liên tiên tử, vị này chính là ta nói thần Long. Liễu tâm liên nhìn về phía tiểu Long túi, cảm nhận được trong huyết mạch của nàng, đối với tự có mãnh liệt áp chế cái này dẫn đến nàng tại đối mặt tiểu long túi lúc có rất mạnh quỳ lạy dục vọng dna bên trong khắc rõ nàng đối với tiểu long túi sùng bái vô luận như thế nào liễu tâm liên cũng không đủ sức loại bỏ nàng hai con ngươi lập lòe màu hồng tiểu tâm tâm hoảng sợ nói cỡ nào mỹ diệu cường đại long nữ đại nhân từ nay về sau ta nguyện đuổi theo ngài trở thành một tên không đáng kể tỳ nữ xin ngài nhất định muốn đáp ứng làm cho người ngứa ngáy lời nói thốt ra liễu tâm liên đều cảm thấy ngoài ý muốn chính mình sao có thể nói ra loại này xấu hổ lời nói nếu để cho thần châu cửu vực người nhìn thấy trong lòng bọn họ thánh kiếp tiên tử bây giờ là bộ dạng này sắc mặt chắc hẳn sẽ phá lớn vòng a trước mắt tiểu long nữ mặc dù khả ái nhưng liễu tâm liên càng nhiều là xuất phát từ nội tâm đối với nàng sinh ra thần phục này liền lộ ra rất cổ quái nhanh như vậy liền lại có bộ hạ mới cảm tạ lạc ba thỏ mẹ tiểu long túi cao hứng như cái hài tử tiếp lấy nàng liếc nhìn liễu tâm liên bày ra nữ đế giống như trong trẻo lạnh lùng gương mặt xem xét chính là cùng với nàng thỏ mẹ học vị này là ma uyên chi chủ lộ tây pháp ta chuyên trúc tiểu nam bộc về sau các ngươi chính là đồng liêu phải thật tốt hợp tác hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó nghe vậy liễu tâm liên kinh ngạc không thôi trước mắt phong độ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên chính là cái kia tại trận đấu mở đầu biểu hiện chó sáng lucifer nàng còn từng đem lucifer coi là cường địch một trong từng tiến hành xâm nhập nghiên cứu hắn cũng là chịu không được tiểu long nữ mị lực thả xuống thân phận cao quý thần phục không hổ là long nữ đại nhân sau đó liễu tâm liên nhìn thấy lucifer trên cổ chú ấn lập tức lòng dạ biết rõ tuân mệnh long nữ đại nhân giờ khắc này thần châu cửu vực hết thảy đều bị nàng ném sau óc nàng không còn là vạn tiên kính ngưỡng cao lãnh tiên tử tiểu long túi hội tâm nở nụ cười bảo ta long vương liền tốt ngươi chính là cái kia huyền băng thánh thể a cùng lucifer khác biệt ngươi là có tư cách trở thành ta bác kỳ phân thân thâm hàn uyên long ta sẽ đem hết toàn lực vung trồng ngươi điểm ấy xin ngươi yên tâm liễu tâm liên nghe xong rất cảm thấy vinh quang có thể trở thành long vương đại nhân ngài phân thân đây là vinh hạnh của ta ta nhất định khăng khăng một mực trở thành ngài hóa thân long vương đại nhân là bực nào tôn quý có thể trở thành nàng phân thân chính mình chẳng phải là cũng sẽ trở nên đồng dạng cao quý đơn giản quá hạnh phúc nghe vậy tiểu long túi vui mừng gật đầu ngươi cần thay đổi còn rất nhiều theo ta đến sở nghiên cứu kiểm tra thân thể một chút. Ta sẽ thiết kế ra chuyên cung ngươi sử dụng tu luyện phương án. Trợ giúp ngươi cùng ta phân thân dung hợp. Nói đi, tiểu long túi chấp tay sau lưng, như cái như tiểu đại nhân dẫn hai cái bộ hạ rời đi. Lily AB cảm giác áp lực, long bảo đều thành bán thần. Hơn nữa nàng hai người thủ hạ, bởi vì bốt ban thưởng cũng đều là bán thần chi cảnh. Ta hàm kim lượng hạ xuống thật nhiều. Nàng nước mắt rưng rưng nhìn về phía lạc vũ. Ý tứ đã rất rõ ràng cái tiếp theo bốt ban thưởng cho nàng có hay không hảo đẳng cấp thấp nhất thỏ con chip chip không phục còn tại khóc yếu các ngươi cái nào đều so với ta mạnh hơn cái này khiến ta cái này đại tỷ làm sao làm phát giác được thỏ con chip chip bất mãn lị lị an vội vàng ôm lấy nàng đũng niệu nói chủ mẫu ngài là cái nhà này hạch tâm cần tại nguy hiểm chiến trường hoạt động những thứ này công việc bẩn thỉu mệt nhọc giao cho ta là được ta tự nhiên là càng cần hơn đề thăng song phương bởi vì lâu dài tiếp xúc cảm tình ấm lên đến nhựa plastic hoa tỉ muội cho nên lị lì an mới dám cùng thỏ con chích chích nũng nịu một mực trầm mặt a phi nhịn không được mở miệng ta so thỏ đại nhân ngài còn yếu đâu giống như lạc đại nhân cũng chỉ là kết đỉnh phong cần có nhất tăng lên nhìn thế nào đều hẳn là ta đi chương 609, trăm hữu hóa chi sâm nhìn thấy tiểu long túi nếm được ngon ngọt đông đảo khác thông linh thú cũng nhao nhao bán thảm để thu được nhiều tài nguyên hơn phân phối nhất là gần nhất tồn tại cảm không mạnh a phi lúc tất cả mọi người đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, hắn vô luận như thế nào tu luyện đều không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn rất là quể oải. Lạc Vũ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, đó là bởi vì ngươi từ trong truyền thừa của ta sinh ra. Cấp bậc của chúng ta khóa lại lại với nhau. Nghe vậy, A Phi kinh ngạc. Thì ra kẻ cầm đầu là Lạc Đại Nhân. Xem ra sau này phải thật tốt đốc xúc Lạc Đại Nhân tu luyện. Hắn tăng lên có thể lôi kéo chính mình đề thăng. Thuộc về là mua một tặng một chúng ta trạm tiếp theo chính là một hệ bút đến lúc đó chính là a phi ngươi đến đề thăng lạc vũ vỗ bộ ngực cam kết cuối cùng đến phiên ta a phi cảm động đến rơi nước mắt nhựa cây từ trong hốc mắt chảy xuôi lệ mục thỏ con chip chip cũng không tốt nói cái gì a phi đích thật là quá lâu không có bị coi trọng phân cho hắn một cái một hệ ban thưởng không quá phận đúng a phi giòn giòn cá mập tinh thần diện mạo như thế nào a phi tự tin cam đoan yên tâm bây giờ chúng ta quan hệ rất tốt hắn đã không phải là khi xưa hải thần nanh vuốt. Lạc Vũ hài lòng gật đầu, như vậy thủy hệ bốc ban thưởng liền phân cho giòn giòn cá mập A. Áp chế hắn lâu như vậy, cũng nên để cho hắn trưởng thành. Hắn đã bắt đầu tính toán, giết trở lại khóc thét hải vực sau, để cho giòn giòn cá mập trở thành nơi đó thủ hộ thần. Đến nỗi hải thần, đương nhiên là cho cá mập ăn. Đương nhiên, này liền cần trong đoàn đội, ít nhất phải có một cái thứ thần đơn vị. Bán thần dù sao không phải là thần, hai cái này đẳng cấp trên lệch cực lớn. Dù là toàn viên bán thần, Lạc Vũ cũng không dám cam đoan không thương vong chiến thắng hải thần. Mỗi một cái thông linh thú cũng là hắn tiêu phí rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng. Hơn nữa sinh ra cảm tình, hắn không muốn thảo phạt hải thần lúc, bất luận cái gì thông linh thú vẫn lạc. Mặc dù tiểu long túi có thể sử dụng uế thổ chuyển sinh kéo trở về, nhưng mà uế thổ chuyển sinh thể chưa trưởng thành tính chất. Thực lực nhiều nhất bảo trì tại khi còn sống cao nhất tiêu chuẩn. Nói đến thứ nhất thứ thần cấp thông linh thú, Lạc Vũ cảm thấy lại là lị lị an. Dù sao nàng đã bị oa la ý chí dự định, chỉ cần xuất sư, rất nhanh liền có thể thông qua vị diện khế ước, tấn thăng làm chân chính thần minh. Cái này cũng là Lạc Vũ vẫn luôn không phân phối cho nàng tài nguyên nguyên nhân. Không có mấy ngày nàng chính là thứ thần, còn muốn xe đạp gì? Trừ cái đó ra, thứ hai có thể là sớm nhất thành thần, kỳ thực là a phi. Dù sao bí sâm ý chí bên kia đều nói tốt. Thế giới thi đấu kết thúc, không có mấy ngày liền có thể tham gia thần tuyển. Chính là trong khoảng thời gian này Lạc Vũ mang theo A Phi cùng một chỗ đột phá bán thần có chút khó khăn. Để cho hạng S A Phi treo lên đánh thần thủ nhóm không khó. Nhưng mà dù là thu được vị diện tán thành, cũng hẳn là cần bán thần chi cảnh, mới có thể cùng vị diện ký kết khế ước. Không muốn phức tạp như vậy, đi trước một hệ bốt cư trú điểm A. Lạc Vũ lẩm bẩm nói. Lập tức phân phó thông linh thú xem trọng nhà. Xoát kích phân nhiệm vụ, nhưng là giao cho bác kỳ phân thân chủ động xuất kích. Các nàng khắp nơi đi tàn sát đối địch vị diện tuyển thủ, gặp phải thể chất ưu tú tuyển thủ, trực tiếp chụp tới đánh lên chú ấn. Xem như đề thăng phân thân luyện độ đồ ăn nuôi. Bởi vì bác kỳ phân thân có 6 cái, hơn nữa thực lực người người đều tại tê không tuyển thủ trình độ. Đối mặt thực lực thông thường tuyển thủ, liền cùng thanh binh không có gì khác biệt. Chính là tao ngộ tê không tuyển thủ, bác kỳ phân thân không cần mạo hiểm chiến đấu, có lị lị an phái đi loại sách tay trùng tộc. Cũng có thể thông qua hư không trùng tộc không gian kỹ, nhanh chóng rút lui. 6 tôn phân thân chia ra lục lộ, đại lượng đánh giết địch nhân đồng thời, còn biến tướng bảo vệ rất nhiều lam tinh tuyển thủ. Tại đông đảo cao giai tư cách nguyên hải dưới sự giúp đỡ, chắc hẳn tham gia tranh tài lam tinh tuyển thủ, đều sẽ đạt được chất biến. Lam tinh thực lực tổng hợp tiếp cận cường vị mạch. Mà cường vị mạch nhưng là bị bác kỳ phân thân trọng thương. Cứ kéo dài tình huống như thế, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giữa vị diện trên lệch sẽ nghịch chuyển. Lạc vũ đạt được tích phân, cũng tại nhanh chóng tăng vọt. Dù sao cũng là sáu cái tiểu hào điên cuồng đào quán mà tham gia trận đấu tuyển thủ, lại bởi vì vị diện khá nhiều mà nhiều vô số kể. Bản điểm số bên trên, Lạc Vũ tích phân đến tình cảnh khó có thể vượt qua. Tích phân, 9840. Mà thứ hai, ba tên lại là thần phục tiểu long túi Lucifer, Liễu Tâm Liên. Có thể nói, Lạc Vũ thực hiện huyễn tưởng Liễu Tâm Liên. Trở thành bị tái bí cảnh duy nhất vương giả. Đám tuyển thủ nhìn thấy bản điểm số khoa trương số liệu, lập tức đem Lạc Vũ kéo đến sổ đen. Tuyệt đối không cùng Lạc Vũ chạm mặt, thậm chí là xuất hiện tại trong vòng trăm dặm hắn. Chỉ có thiên khung đội trưởng Tô Bác, càng ngày càng chờ mong cùng Lạc Vũ ở giữa chiến đấu. Lạc Vũ tạo thế càng là mãnh liệt, đánh bại hắn lúc lại càng có thể hiển lộ rõ ràng thiên khung tinh vực thực lực. Dù sao Lạc Vũ cũng mới đánh bại một cái bốt, mặc dù xoát điểm có một tay, nhưng không có nghĩa là sức chiến đấu có khủng bố như vậy. Tô Bác tin tưởng, dùng tới thiên khung tinh vực khoa học kỹ thuật, đối với Lạc Vũ tuyệt đối là giảm chiều không gian đã kích. Lúc này, Lạc Vũ đã truyền đến hữu hóa chi sâm trên bản đồ tiêu ký, nơi này chính là một hệ bốt cư trú điểm. Nói là rừng rậm, bên này lại khắp nơi đều là cành khô lá héo úa, một điểm thực vật xanh cũng không có. Đại địa rạn nứt, một mảnh hoang vu. Không rõ khí tức từ tách ra thổ địa tùy ý lan tràn. Một khi không chút nào bố trí phòng vệ mà tiếp cận, liền sẽ bị ma khí ẩn chứa độc tố ăn mòn. Lạc Vũ bay lơ lửng ở bầu trời, ngóng nhìn phía dưới. Đất hoang biên cảnh tụ tập rất nhiều bí sâm tuyển thủ, nhìn rất cảm thấy thân thiết. Vị diện khác tuyển thủ, càng là rất ít gặp. Mặc dù có, bọn hắn cũng đều là chủ tu một hệ thuộc tính. Hắn và một thuộc tính không quan hệ tuyển thủ, đi tới hiện trường sau, lập tức liền thất vọng mà về. Lạc Vũ có chút buồn bực. Hỏa khắc một. Vì cái gì không có hỏa thuộc tính tuyển thủ tham gia thảo phạt đâu. Cho dù tự thân không có một hệ, nhưng mà quần tinh chi lực hạ xuống ban thưởng, cũng có thể thay đổi tình huống này. Cho nên, thảo phạt bốt vốn cũng không nhất định câu nệ phù hợp giống nhau thuộc tính nguyên tắc những thuộc tính khác tuyển thủ tới đều tới rồi, vì cái gì không thử nghiệm một chút liền rút lui đâu?" Ông nghi vấn, Lạc Vũ đáp xuống bí sâm tuyển thủ căn cứ. Nhìn thấy bọn hắn đều tại không từ khổ cực địa, vận dụng thể nội sinh mệnh lực, tịnh hóa lấy bị hủ hóa rừng rậm. Lạc Vũ vừa định muốn hỏi rõ ràng, trong đầu liền xuất hiện một đạo tin tức. Tên: Hủ hóa chi sâm. Thuộc tính: Ám hệ, Mộc hệ. Tiềm năng: Đẳng cấp: Trạng thái: Nguồn ô nhiễm LV.MAX nhìn xem tất cả đều là dấu chấm hỏi mặt ngoài, Lạc Vũ không hiểu ra sao. Toàn bộ rừng rậm cũng là bốt. Cái này bốt giống như có chút không giống bình thường. Đang lúc Lạc Vũ nếu muốn làm rõ chân tướng lúc. Một giọng già nua tại nội tâm của hắn vang lên. Ta là cánh rừng rậm này linh hồn. Bởi vì lây dính không biết hắc ám ô nhiễm, khắp rừng rậm đã bị hủ hóa. Qua không được bao lâu, hắc ám ô nhiễm đem truyền khắp toàn bộ thế giới. Các vị đến từ dị thế giới dũng giả, xin đem ô nhiễm chi nguyên xua tan, cứu vớt rừng rậm này cứu vớt thế giới này. Ta sẽ vì cống hiến lớn nhất dũng giả, dâng lên ban thưởng. Tiếng nói rơi xuống. Lạc Vũ trước mắt xuất hiện lại một đường bảng xếp hạng. Tịnh hóa bản cống hiến. Lạc Vũ điểm cống hiến, không. Không đưa vào xếp hạng. Chương 610, khoa học kỹ thuật tiểu đội. Nghe được trừng rậm nhắc nhở, Lạc Vũ cũng liền làm rõ ràng tình huống. Hủ hóa chi sâm cần chính là tịnh hóa ô nhiễm, một lần nữa trở lại màu xanh biếc dồi dào thời điểm. Đây cũng không phải là những thuộc tính khác tuyển thủ có thể làm được. Cho dù là một hệ tuyển thủ, cũng ít có như thế chức năng kỹ năng. Bất quá, cái này lại vừa vặn là A Phi sở trường. Vô luận là thánh thủ giới buông xuống, vẫn là vạn Phật triêu tông. Đều có thể khiến cho mảng lớn hoang vu chi địa, chuyển hóa làm một mảnh tịnh thổ. Hơn nữa còn là linh vận dạt dào, thoáng như tiên cảnh hoàn cảnh. Đi theo lạc vũ góc nhìn, chủ màn sáng lộ ra hữu hóa chi sâm hình ảnh. Đồng thời, lại đem quy tắc của nơi này giới thiệu một lần ngoại trừ chuyên nghiệp đối khẩu bí sâm người xem đại bộ phận người xem đều không phải là hiểu rất rõ chiến thắng một hệ bốt quy tắc xua tan ô nhiễm đồng thời sáng tạo mới rừng rậm cái này quy tắc hẳn là có thể làm khó lạc vũ a nếu như là chiến đấu lạc vũ nhất định sẽ dễ dàng thắng được còn tốt lần này là yêu cầu sức sáng tạo cùng tịnh hóa không riêng gì lạc vũ cái này cũng là số đông tuyển thủ điểm mù. ít chú ý tuyển thủ mùa xuân tới biết được quy tắc sau đông đảo vị diện khác người xem nhẹ nhàng thở ra để cho lạc vũ lại thu được bốt ban thưởng chờ lạc vũ trong tương lai trưởng thành vị diện khác nhất là đoạt tin giả tay sai vị diện liền thật sự không cần sống thêm huống hồ bây giờ lạc vũ cho thấy thực lực liền đã rất kinh người biển đen chúa tể nhẹ nhàng thở ra ta còn tưởng rằng lạc vũ muốn bao hết số đông bốt ban thưởng còn tốt cái này bốt tình huống đặc thù cũng không tại lạc vũ cân nhắc phạm vi các bán thần đại biểu cũng nhao nhao gật đầu đối với a phi có hiểu biết các hội trưởng cười không nói A Phi tại Oa La lại lần nữa sáng tạo bạch sắc chi sâm chuyện, hắn lúc đó cũng là hơi có nghe thấy. Đối mặt hữu hóa chi sâm, tất nhiên có thể làm ra tuyệt cao biểu hiện. Một bên khác, Lạc Vũ còn chưa kịp triệu hoán A Phi, liền đụng phải bí sâm người quen biết cũ. Lai Nhã. Nguyên bản cấp bậc của nàng không đủ tham gia thế giới thi đấu, nhưng mà tại Lạc Vũ giải quyết xong long giới kẻ xâm lấn, cư trú oánh thảo thành thời gian. Đối với từng có gặp mặt một lần Lai Nhã, hắn cũng cung cấp một chút trợ giúp. Nhất là trí tuệ thánh tuyền, một trương một trương mà tiễn đưa. Trực tiếp để cho Lai Nhã đột phá đến lãnh chúa cấp. Lần này thảo phạt hữu hóa chi xâm chiến đấu, vừa vặn phù hợp nàng sở trường tự nhiên ma pháp. Nàng đang cùng đồng bạn, một đóa lãnh chúa cấp vấn hồng hoa tiên, chậm rãi xua tan hữu hóa chi sâm ô nhiễm. Hơn nữa khôi phục xâm lâm những ngày qua sinh cơ dạt dào. Tại ma lực của các nàng điều khiển, cỏ cây khôi phục, hữu hóa rút đi. Mà đi qua cố gắng, nàng cống hiến xếp hạng, cũng tới đến trước 20. Đối với một cái kết cường giả mà nói, thành tích như vậy đã rất khá. Đây cũng là bởi vì nắm giữ tịnh hóa cùng khôi phục năng lực tuyển thủ quá mức thưa thớt. Mặc dù thành tích như vậy, muốn thu được bốt ban thưởng vô vọng, nhưng mà lấy được gần trước xếp hạng, còn có thể thu được cách xù tích phân. Đợi đến tranh tài kết thúc, đem những thứ điểm tích lũy này chuyển đổi thành tương ứng quần tinh ban thưởng. Chính là như vậy ước mơ, hấp dẫn lấy những tuyển thủ khác cùng đi vào cải tạo xâm lâm. Lạc vũ đại nhân, ngài cũng tới. La nhã lòng bàn tay nở rộ lục sắc ma lực, sáng tạo đông đảo lục thực nàng đột nhiên nhìn thấy lạc vũ thân ảnh. Đúng, chúc mừng ngài chiến thắng Long Hệ bút Lai Nhã ngọt ngào nở nụ cười. Thật tình không biết, lạc vũ những ngày này còn có khác thành quả. Tình huống nơi này như thế nào? Lạc vũ thốt ra. Lai Nhã mặt ủ mày trao, chậm rãi nói, ngài cũng nhìn thấy, trước mắt xếp hạng thứ nhất là đến từ Ma Uyên Sâm Chi Ma Linh. Nàng không chỉ có thể vận dụng ma lực, dễ dàng bao trùm hũ hóa chi sâm. Đem một mảnh hoang vu chuyển hóa làm hắc ám sâm lâm thậm chí có thể đem mặt khác tuyển thủ sáng tạo khu vực cũng cùng nhau đồng hóa đem điểm cống hiến cướp được tự thân nơi đó mà hữu hóa chi sâm phụ cận lại cấm chiến đấu không có ai có thể ngăn cản nàng lạc vũ bừng tỉnh đại ngộ khó trách ta vừa rồi nhìn bản cống hiến có tuyển thủ điểm cống hiến đang tại giảm mạnh lại còn có loại này tuyển thủ so ta đều cẩu la nhã không phản bác được vẫn rất tự biết mình ma uyên vị trí riêng ma uyên tuyển thủ nhảy cẩn hoang hô là chúng ta tuyển thủ tại trước mặt lạc vũ hung hăng cướp đoạt bốt ban thưởng mà hắn chỉ có thể nhìn bốt ban thưởng mang tới đề thăng tất cả mọi người thấy được chỉ cần thu hoạch đến ban thưởng hết thảy đều có khả năng sâm chi ma linh đại nhân vạn tuế mị ma nữ vương giảng ra vẻ u sầu sâm chi ma linh hắc ám tràn ngập thế nhưng là nàng chủ yếu lục tinh kỹ luyện độ cao đạt phản phát quy chân cái lục tinh kỹ này là nàng chuyên môn dùng để đồng hóa xâm lâm đúng lúc là chuyên nghiệp đối khẩu bạo thực ma vương cười nói bởi vì sức chiến đấu không mạnh ta đều cho là nàng là tới đủ số. Nghĩ không ra, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Cái này bốt đơn giản giống như cho nàng thiết kế. Tính cả ám hệ bốt, đây là chúng ta thứ hai cái chiến thắng bốt. Cùng lúc đó, ngay tại Lạc Vũ cùng Lai Nhã lúc nói chuyện. Một đội cơ giáp đi tới hữu hóa chi sâm biên giới. Rất nhanh, từ dừng lại trong cơ giáp, lần lượt có người mặc cảm giác khoa học kỹ thuật quần áo bó thành viên nhảy xuống. Đông đảo trong thành viên, một cái đeo kính râm, dáng người uyển chuyển tóc vàng ngự tỷ đi ở phía trước hiển nhiên là đội trưởng của bọn họ. Lạc Vũ ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt phán đoán đối phương là đến từ thiên khung tinh vực tuyển thủ. Lúc này, khoa học kỹ thuật tiểu tổ thần sắc ngốc trệ, chắc là cùng Lạc Vũ vừa rồi một dạng, nghe được hữu hóa chi sâm âm thanh. Tóc vàng ngự tỷ bình tĩnh gật đầu, thì ra là thế, các ngươi cũng đều nghe được cái thanh âm kia đi. Các khoa học kỹ thuật thành viên nhao nhao gật đầu. Tóc vàng ngự tỷ âm thanh lạnh lùng nói, lập tức kiểm tra nơi này địa chất, lợi dụng dụng cụ phân tích ra tương ứng số liệu tiếp đó hòa giải ra xua tan ô nhiễm nguồn năng lượng. Nhất thiết phải đuổi tại Tô Bắc phía trước, tranh thủ cầm xuống chúng ta thiên khung tinh vực đầu tiên bốt. Khoa học kỹ thuật thành viên đứng thẳng tắt, đồng nói là Nói đi, đám người liền vội vàng thu thập số liệu đi. Lạc Vũ không gấp tìm đến A Phi, mà là đem đang dạy dục liễu tâm liên tiểu long túi kéo tới. Ngươi xem bọn hắn khoa học kỹ thuật hiện tại trình độ, có thế có ngươi cao sao? Quan sát đến thu thập số liệu dụng cụ, tiểu long túi không chịu thua đạo, dù sao cũng là chuyên nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật vị diện nhiều năm hùng hậu tích lũy, khẳng định muốn so đầu ta bên trong tri thức, hơn một chút. Nhưng mà ta cũng là bởi vì, bị giới hạn lam tinh bản thân khoa học kỹ thuật không cao, thấy sách tương đối rớt lại phía sau. Nếu có thể lấy được kiến thức của bọn hắn kho, ta nghiên cứu khoa học kỹ thuật, rất nhanh liền có thể nắm giữ trình độ của bọn hắn. Lạc Vũ than nhẹ một tiếng, cho nên nói, quả nhiên vẫn là tương đối rớt lại phía sau. Nói cũng đúng, nghe nói thiên không tin vực tại phương diện tinh tế nghiên cứu khoa học, cũng đã rất thành thục lần này có thể đột phá vị diện phong tỏa, đi tới Lam Tinh tham gia trận đấu, cũng là sát lại tinh tế kỹ thuật độ cao phát đạt. Rất nhanh, Lạc Vũ suy nghĩ đánh lén một chút thiên khung tuyển thủ, thông qua rút ra trí nhớ phương thức, thu hoạch càng nhiều tình báo. Nhưng mà rất nhanh liền bị quần tinh chi lực cảnh cáo, không thể tại hữu hóa chi xâm phụ cận động thủ. Lạc Vũ cũng liền tạm thời coi như không có gì.